Dì ba, tôi qua đây lấy tiền lời. Con Ngân chưa qua nhà trả tiền mẹ cậu hay sao? Bữa nay nó đi lãnh tiền công, rồi nó nói là sẽ ghé qua nhà cậu để gửi tiền luôn mà. Ai biết đâu, mẹ tôi kêu tôi đi đòi những cái nhà mà mẹ tôi ghi trong sổ nè, thì tôi chưa biết vậy tôi qua đây thôi à. Có khi cậu qua đây thì con Ngân tới nhà trả tiền rồi đó. Hay là cậu gọi điện về cho mẹ cậu hỏi thử giùm tôi coi. Ờ, thôi được rồi, để tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi. Mẹ hả? Nhỏ hôm qua con có hai dịp á, nó tới nhà đưa tiền cho mẹ chưa? Có thấy ai đem đâu. Nè, đừng để tụi nó lừa nghe chưa. Đùng đẩy qua lại đòi tiền liền cho mẹ. Mà mẹ ơi, con thấy dì ho quá, hay là con đi về nha. Nè, bà làm con đó. Nè, phải làm chữ lên. Dạ dạ, dạ dạ con biết rồi. Kêu giang hồ tử bà. Dạ dạ. Nè, con nhỏ đó không có tới đưa tiền cho mẹ tôi. Dì mau trả tiền cho tôi, để tôi đem tiền về cho mẹ tôi. Dì đừng có làm bộ cứu giờ. Cậu ơi, cậu thông cảm. Để con Ngân về, tôi hỏi lại thử coi làm sao. Chứ thiệt tình là ở đấy tôi không có tiền. Dì đừng có làm bộ, nhỏ qua nó chảnh như cái gì mà. Mẹ tôi nói á, nếu như mà dì không có chịu trả tiền lãi á, thì chịu nãy á, mẹ tôi sẽ mướn giang hồ tới quậy nhà dì á, trả tiền cho lên. Cậu ơi, tôi xin cậu mà, thiệt tình là tôi không có tiền. Lúc này là tại tôi. Gì ơi, gì bị gì vậy? Thôi nha. Trời ơi, ngồi dậy đi. Dì đừng có làm bộ nha. Dì ngồi dậy nói chuyện với tôi đi. Dì ba. Dì sao vậy? Vậy sao dì vậy? Làm bộ nha. Lòng mẹ ác như thất đức vừa vừa thôi. Người ta bệnh hoạn như vậy mà cũng không sao nữa hả? Dì nói với kỳ cục vậy, tôi có làm gì vậy đâu. Dì tự xỉu xuống với bộ. Mày thiệt là cậu lòng tới lấy tiền mà tôi không có tiền trả. Cậu thông cảm giùm. Thiệt tình là tôi không có tiền. Thôi dì đừng có làm bộ nữa. Dì mau trả tiền cho tôi đi. Tôi đem về cho mẹ tôi. Có là Ngân. Mẹ, mẹ sao vậy nè? Sao vậy dì Năm? Nè, tại cái thằng quỷ này nè. Đó, nó tới đòi tiền lời đó. Người ta bệnh mà nó cũng không tha nữa à. Anh Long. Nhi à, em đừng có hiểu lầm nha. Thôi đi vô. Không có giống như những gì dì nói đâu nha. Anh làm cái gì vậy? Anh chỉ tới đây đòi nợ thôi à. Đòi nợ hả? Nhi à, nè. Nhi, nè, em đừng có hiểu lầm mà. Nhi à, em đừng có hiểu lầm anh mà Nhi. Anh đâu có làm gì sai đâu. Dì tự nhiên ngã cái đùng vậy mà. Anh mà không qua đòi nợ á, thì sao mà dì ba lên cơn đau tim, dì ba xỉu được. Trời ơi, tại mẹ anh kêu anh đi đòi chứ anh đâu có muốn đâu. Thôi, đi về giùm em cái đi. Trời ơi, thiệt tình là anh nằm xuống đi chị ba. Mẹ mệt lắm á mẹ. Con đưa mẹ đi bệnh viện nha. Mẹ không sao. Bây giờ em được cứ hiểu lầm anh vậy. Mẹ nằm một chút là khỏe. Anh về đi. Trời ơi Nhi à, đừng có giận anh mà Nhi. Anh tránh ra đi. Nhi à, em đừng có giận anh mà Nhi. Em không thích mấy người cho vay nặng lãi hút máu người nghèo như anh đâu. Anh nói gì khó nghe dữ vậy Nhi. Anh đâu có cho đâu cái này mẹ anh cho chứ bộ. Anh Long, mẹ tôi đang bị bệnh tim mà. Anh ác vừa thôi chứ. Anh không thấy hay sao mà anh còn tới đây làm dữ nữa. Bây giờ mẹ tôi lên cơn phát bệnh kia kìa. Trời đất ơi, mẹ cô bị tim thì nằm ở trong tim chứ có lộ ra bên ngoài đâu kêu tôi thấy. Mấy người giàu có nhà anh không có lương tâm, chỉ biết có tiền thôi à. Cái gì mà làm gì chửi tôi dữ vậy? Anh thiệt là quá đáng luôn. Dì à, quá hăng chanh quá, anh không có làm gì hết á. Tự nhiên dì xỉu cái đụng chứ bộ. Nếu mà anh biết dì bị bệnh tim á, anh đâu có qua đội chứ. Cái này anh không biết thiệt. Thôi đi. Cái tiền của nhà anh hồi nãy á, đáng lý ra tôi đem qua nhà anh tôi trả rồi, nhưng mà tôi đã lấy đi hết rồi. Để ngày mai tôi đi vay mượn chỗ khác, tôi đem qua tôi trả hết cho nhà anh. Bây giờ anh làm ơn đi về giùm tôi đi. Anh làm ơn đi về giùm tôi cho mẹ tôi nghỉ được không vợ? Anh đi về đi. Về thì về. Đợi một tí. Nè. Trời anh Long, mẹ của Ngân bị vậy rồi anh còn tính vô đòi nợ nữa hả? Đâu có đâu. Anh định vô coi Dĩ có sao không, rồi anh xin lỗi Dĩ rồi đi về. Tôi không cần anh xin lỗi gì hết á. Anh chỉ cần đi là được rồi. Anh đi về giùm đi. Anh không nghe Ngân nói hả? Anh đi về đi. Anh đi đi. Em kêu thì anh về. Nhi, đừng giận anh nha.
Về rồi hả con? Làm gì mà mặt mày bí xị vậy? Sao? Đòi được mấy nhà rồi? Có ba nhà mẹ. Hả? Nhà Năm Hơn với Thư Thành không có nhà. Còn nhà dì Hai Diệp á thì không có tiền trả. Mấy cái nhà đó trốn nợ lãi thì có. Thiệt tình luôn. Được rồi, mai mẹ mướn dạy thằng xiết đồ mới được. Mẹ, hay là mẹ đừng có cho vay nữa được không? Nãy con qua nhà dì Ba Sương á, con đòi tiền á chưa về hết, dì Ba Sương xỉu cái đùng. Cái Nhi vô Nhi thấy, tự nhiên Nhi tưởng là con xiết nợ, rồi con làm hung dữ, làm cho dì Ba Sương hết hồn xỉu, giận con, rồi nó thẳng vô mặt con á. Nói là hai mẹ con mình á là chuyên đi hút máu người nghèo. Trời đất ơi, giận không thèm nói chuyện với con luôn. Nó nói như vậy hả? Dạ. Con nhỏ này giống y như ba nói vậy. Hút máu cái gì? Mẹ có bắt họ vay họ mượn đâu, tự họ tìm tới mẹ. Mà nếu á không có mẹ thì đào đâu ra tiền cho họ chữa bệnh, đào đâu ra tiền cho họ làm ăn, cho họ làm cái này cái nọ. Thì bây giờ mẹ cho người ta mượn đi, nhưng mà mẹ không lấy tiền lời. Gì? Khùng hả? Mẹ là dân làm ăn, tiền phải đẻ ra tiền chứ. Ngay cả ngân hàng kìa, họ cho vay họ còn tính lời kìa. Mà nè, nếu mẹ không lấy lời á thì tiền đâu cho con ăn học, tiền đâu cho mày chơi game, tiền đâu cho mày dắt gái đi chơi. Thì mẹ tính tiền lời bằng ngân hàng thôi. Trời đất ơi, con thấy à, thủ tục cho vay ngân hàng người ta cho vay phức tạp tùm lum á. Mẹ cho vay dễ dàng vậy á thì lãi phải cao hơn ta chứ. Giờ sao? Vì cái con ranh đó mày về mày xài xế mẹ mày phải không? Nói mẹ mày hút máu người nghèo. Con cái vậy đó, cực khổ kiếm tiền nuôi cho nó lớn khôn, bây giờ nghe lời con gái chê mẹ hút máu người nghèo. Mẹ ờ, mẹ đừng có giận con. Con đâu có ý đó đâu. Cái này là người ta nói mẹ hút máu, chứ con đâu có ý như vậy. Trong lòng con á, mẹ là người phụ nữ, người mẹ tuyệt vời và tốt nhất. Thiệt không đó? Thiệt. Con nói cho mẹ nghe nha, mai mốt á, ai mà dám nói mẹ con mà hút báo người nghèo á, con chửi thẳng vô mặt người đó luôn. Con chửi cho nè. Nói. Thằng quỷ, muốn giận nó giận không được nữa. Thôi đi ăn cơm đi ông tướng, má nấu món canh chua thích nhất kìa. Yeah, mẹ là số 1 của con. Hùng nó biết dính tùm lum hết trơn. Con vô dọn cơm nha. Sương đâu rồi? Sương đâu? Vợ đâu? Sao tao về không ai ra đón tao hết vậy? Hả? Sương ơi! Sương ơi! Mà tiền hồi sáng ba lấy của con còn không ba? Ê! Lũ vốn, tiền bạc gì ở đây? Trả tiền mượn cho người ta hết rồi, biết chưa? Ba ơi. Cái bà kia, ban ngày mà nằm ngủ cái gì? Đi rót cho tôi miếng nước uống coi. Ba ơi, mẹ đang mệt, hay là để con đi lấy cho ba nha. Ba đừng la mẹ mà. Bên tối ngày chỉ thấy bệnh. Đúng là suối quẩy lắm. Mới dính vô hai mẹ con bà, nuôi hai mẹ con bà như là nuôi hai cái đám le le giữa đồng, biết không? Ha, nhìn cái gì? Ba ơi, mẹ đang mệt mà ba. bệnh quay. Mẹ mệt lắm hả? Không, mẹ nằm nghỉ. Mẹ không sao đâu con, để mẹ đi lấy cho ba miếng nước. Không được đâu, mẹ nằm nghỉ đi, để con xuống lấy nước cho ba cũng được mà. Mẹ nằm nãy giờ cũng đỡ nhiều rồi con. Mẹ nghe lời con đi, mẹ mệt lắm rồi. Ngày mai con đưa mẹ lên tỉnh đi khám bệnh viện nha. Mẹ nói mẹ không sao rồi mà, đi bệnh viện chi cho tốn tiền. Mẹ đừng có lo tiền bạc gì hết á, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Đã nói mẹ không sao, mẹ không đi đâu hết. Còn đừng có ép mẹ nữa. Nè, con chưa trả tiền cho dì Tư Xuân hả? Hồi sáng này con mới vừa lãnh tiền công ở lò chú Sáu Tân thì bị ba lấy hết trơn tiền rồi.
Nhưng mà dì Năm có nói là cho mình mượn tiền trả dì Tư, mẹ đừng có lo. Để ngày mai con lấy tiền xong con đem trả dì Tư liền mà, mẹ đừng có lo nữa nha mẹ. Mà cũng tại con hết, phải chi bữa nay con về sớm một chút xíu, mẹ đâu có bị cái ông nó lớn tiếng với mẹ. Mẹ ơi, mẹ nói thiệt cho con biết đi, cái thằng cha đó có đánh mẹ không vậy? Không có đâu con, nó chỉ nói vậy câu đòi tiền thôi. Tại từ sáng giờ mẹ không khỏe sẵn rồi. Mẹ đừng có gạt con, cái ông đó ông hung dữ vậy đó, con không tin mà ông qua đây đòi nợ mà khơi khơi vậy đâu. Mẹ đã nói là không, không có làm cái gì mẹ hết trọi á. Ngày mai con đi kiếm việc làm, con sẽ ráng cố gắng trả hết tiền cho dì Tư Xuân bên đó. Con muốn người ta tới đây lớn tiếng đánh mẹ của con không muốn vậy đâu. Mẹ nghĩ đi mẹ. Hồi sáng ba tao đẩy tao bị té trật chân, mới xoa đồ thuốc rồi không sao hết á. À, mẹ tao kêu tao đem tiền qua cho mày mượn nè. Vậy hả? 1.500.000 á. Cảm ơn. Ê, tao nghe mẹ tao nói hồi sáng mẹ mày bị siết nợ cho nên mới bị xỉu đúng không? Phải ông Long con bà Tư Xuân không? Thằng chả chứ ai vô đây nữa. Nhưng mà mẹ tao cứ nói là không phải do ổng. Mẹ tao cứ nói là tại mẹ tao mệt quá cho nên mới xỉu thôi à. Hồi sáng này nè, đáng lý là tao lãnh tiền công xong là tao chạy qua bển trả tiền cho dì Tư rồi, nhưng mà ba tao lấy đi xài hết cơm rồi. Cũng may là có dì Năm cho mượn, chứ không thôi là ngày mai tao không có tiền trả cho bên đó. Chắc tao phải đi kiếm chỗ khác dài nóng rồi đó. Mày trả tiền lời tháng này rồi mấy tháng sau cũng phải chạy trả tiền lời vậy. Mày muốn có tiền trả dứt luôn tiền gốc á thì mày phải kiếm nghề khác đi, chứ làm gớm đan lát vậy được bao nhiêu đâu. Nhưng mà mình có bằng cấp gì đâu, làm sao mà xin việc khác được, làm gì mà có lương cao chứ. Cần gì bằng cấp. Ê, quán nhậu bà Tư Béo ngay đầu chợ đang tuyển phục vụ đó, tao nghe đâu tháng được 3 triệu. Nhưng mà tụi nó có tiền bo, có nhiều đứa tháng được 5-6 triệu luôn đó mày. Mày khùng hả? Bộ mày quên quán bả là quán bia ôm hả? Sao mày kêu tao vô đó làm? Thôi đi, tao không có làm mấy chuyện bậy bạ đó đâu. Thì mày chỉ ngồi nhậu với người ta rồi cho người ta ôm chút xíu thôi, có mất mát gì đâu mà mày sợ. Đã không có tiền còn mày đặt sĩ diện nữa. Thôi đi, nghèo thì nghèo cho sạch. Tự nhiên đi vô mấy chỗ đó làm, người ta coi khinh mình á. À, mà làm mấy chuyện đó tao làm xấu hổ ba mẹ tao thêm nữa. Sáng thì tao đi làm, tối lạnh lát về đan thêm cũng được mà. Chỉ cho chỗ sướng á, không chịu thì thôi. Tại mẹ tao không cho tao đi, cũng sợ tai tiếng giống như mày vậy đó. Không là tao đi làm lâu lắm rồi. Mày khùng quá à. Thôi, tao về nha. Ê, cảm ơn mày nhiều nha, cho tao gửi lời cảm ơn dì Năm luôn nha. Được rồi. Về nha. Ủa, Nhi ơi, Nhi ơi, Nhi, Nhi ơi. Bác ba, thưa bác ba, con mới qua. Cái gì mà bị đứng trước cửa nhà tao mà chu chéo hoài vậy, cái thằng cứu hồn cát đảng âm binh. Con là người chứ không phải là chó đâu mà chu chéo bác ba. Ừ, tại vì con kêu hoài mà không thấy Nhi ra, cho nên con mới... Nhi ơi. Nó không ra là mày tự hiểu rồi. Còn mặc dày đứng đây chi nữa, bây giờ về không? Bác ba, tại vì Nhi hiểu lầm con, cho nên con mới qua đây đi gặp Nhi để giải thích cho Nhi hiểu. Bác ba cho con gặp Nhi nha bác ba. Nó hiểu đúng mày chứ hiểu lầm gì. Mày siết nợ mà tới người ta ngất xỉu. Tao nói thiệt với mày, cho dù trai trên đời này chết hết á,
Cũng đừng có hòng á, tao cho con Nhi nó quen những cái thằng ác ôn như mày. Bất bờ. Bây giờ mày muốn đứng á, tao cho mày đứng tới sáng mai. Còn kêu réo ồn ào tao ngủ không được á, thì tao lấy nước giặt đồ ra tao tạt nha. Tao tạt, tao cho mày tắm bằng nước giặt đồ á. Dạ, bất bờ. Không có ba bốn gì hết. Con bị quan thiệt mà bất bờ. Không có quan đâu. Bất bờ. Nhi. Bực thiệt á. Cái con nhỏ lội gốm này nó ám mình hoài à. Không được, mình ở đây mình kêu hoài, thế nào chút xíu mình cũng ăn nước giặt đồ à. Thôi đi về. Nhi ơi Nhi. Nhi ơi, anh bị quan nha Nhi. Anh Long, tối hôm qua em nhắn tin cho anh không trả lời gì hết vậy? Tối hôm qua anh mệt quá cho nên anh ngủ quên. Nhưng mà sáng anh có nhắn tin anh trả lời cho em rồi mà. Tại vì thường thường anh bận lắm, anh ít có đọc tin nhắn lắm. Vậy mai mốt em gọi điện cho anh luôn ha, khỏi nhắn tin cho mất công ha. Nè. Hả? Anh tới gặp bà Nhi đúng không? Cả vùng này ai mà không biết anh đeo đuổi bà Nhi. Mà bác ba thì đâu có ưa gì nhà anh đâu. Bình thường á, chỉ có bác ba ghét anh thôi à. Còn lần này á, Nhi cũng ghét anh luôn. Chuyện gì vậy anh? Tại con nhỏ lội gốm đó đó. Con Hải Diệp đó. Anh tới nhà lấy tiền của mẹ đó đó. Có làm gì đâu. Tự nhiên mẹ nó xỉu cái đùng mà. Rồi đổ thừa anh là nào là anh xí nợ ác ôn này nọ. Hả? Rồi có mẹ em nữa. Hồ với nó chửi anh nữa. Nhi tưởng anh làm cho mẹ của con nhỏ đó xỉu nên giận anh luôn. Thiệt tình. Là con Ngân đúng không anh? Thì nói cho còn ai nữa. Sao tự nhiên nó lại vô quan cho anh vậy ta? Mẹ biết không, anh già thích muốn gãy cái lưỡi luôn. Mà Nhi không chịu tin anh. Đó giờ anh qua kêu mà Nhi không chịu ra. Bác ba còn đuổi anh về nữa. Thiệt tình luôn á. Mọi chuyện hiểu lầm xuất phát từ con Ngân thì anh giải quyết từ con Ngân thôi. Không lẽ giờ anh tới nằng nỉ nó để nó giải thích cho Nhi. Thôi anh không có đi đâu. Anh là chủ nợ mà nghĩ sao đi nằng nỉ nó. Anh chỉ cần nhìn cái bản mặt đó thôi là anh muốn ăn tươi nuốt sống nó rồi. Em chơi với con Ngân từ nhỏ, em biết cái tính nó dữ lắm. Nó thích nhất là tiền. Chỉ cần có tiền là chuyện gì nó cũng làm hết á. Ý em là giờ anh dùng tiền để mua chuột con nhỏ đó đó hả? Chính xác. Anh có 2 triệu không? Anh đưa em đi. Rồi em đưa nó. Cái em nói nó ngày mai đi gặp con Nhi giải thích liền. Có không? Có 2 triệu không? Hôm qua mẹ anh mới cho tiền anh nè. Còn được 2 triệu mấy chục ngàn. Đây 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 đây. Đưa đây. Rồi. Vậy em về nha. Em nhớ giúp anh nha. Yên tâm yên tâm. Ê thằng kia, mày tính bắt cá hai tay hả? Không phải mày đang đeo đủ con Nhi, sao bây giờ mày đi quyên của tao? Dạ anh Minh bình tĩnh đi đừng nóng. Anh đừng có hiểu lầm nha. Tôi trong thâm tâm của tôi chỉ có mình Nhi thôi. Còn tôi với Quyên chỉ đứng gặp nhau nói chuyện, bàn chuyện công việc thôi à. Nè, đây là chuyện của tôi, liên quan gì tới anh? Đi đi. Nhưng mà anh thích em. Hả? Còn mày nữa, Nguyên là của tao nghe chưa? Tao cấm mày. Mày dòm ngó Nguyên, tao chối mày một trận bây giờ. Cứ mày, coi như tao nghe chưa? Trời đất ơi. Dạ em biết rồi. Nè, anh Minh bình tĩnh đi. Anh Minh không thích mày. Em về đi. Nguyên, em nhớ giúp anh nha. Anh Long. Cái hôm này cua tôi không được rồi định phải đám hả? Tôi nói thiệt nha, đẹp như tôi á, không lấy đại gia thì cũng lấy người giàu. Ông á, ông không có cửa đâu nha. Em chờ coi. Rồi có ngày anh cũng giàu lên. Sao? Cái thân á, đi mượn nợ tùm lum mà còn tự tin thấy ớn à. Chừng nào giàu đi rồi nói chuyện với tôi. Bây giờ tránh ra. Được rồi, em chờ đi. Bây giờ anh đưa em về nha. Thôi, tôi không cần. Anh đưa em về. Tránh ra, đi mệt quá. Quyên. Mẹ nữa, dám coi thường mình. Alo, tao nghe nè. Mày yên tâm đi, tao sống ở đây từ nhỏ tới lớn mà. Cái địa bàn trong vùng này tao nắm trong lòng bàn tay. Tao đã đặt ông cậu tao chiếc ghe rồi. Ok, vậy nha.
Mẹ ơi, mẹ, mẹ cho con qua bên nhà dì Tư nha. Nè, chân cẳng con còn đau mà đi đâu vậy? Dạ đỡ rồi, tối hôm qua con có xoa rượu thuốc rồi, sáng nay con thấy bớt rồi mẹ. Thiệt không? Con đi được mà. Mẹ, bây giờ con qua nhà dì Tư, con trả tiền lời cho bà. Chứ mắc công mình không đem trả, bà qua đây bà la làng lên nữa. Mẹ, con có nấu sẵn cháo, lát nữa mẹ ăn rồi mẹ uống thuốc nha. Nhớ nha mẹ. Ừ, con. Một lát con qua dì Tư xong, con đi xin việc làm luôn nha mẹ. Thôi con, chân cẳng còn đau vậy mà làm lụng gì. Để thiệt khỏi hẳn rồi đi. Chứ con đi lỡ nó sanh nặng thì khổ. Thôi để con đi qua bên đó xong rồi con lấy lát với con đang nha mẹ. Ừ, con đi nhanh đi. Dạ. Ủa, Quyên. Ngân. Dì ba. Ờ con. Khỏe chứ gì? Dì đỡ nhiều rồi, qua chơi hả? Dạ. Sáng sớm qua đây có chuyện gì vậy? Chuyện gì là chuyện gì? Tao qua chở mày, qua trả tiền lãi cho dì Tư nè. Tiện thể tao cũng qua đó luôn. Mày đi chưa? Tao chở mày đi. Ê, cho tao quá gian đi với. Ừ. Đợi xíu nha, tao vô lấy nón cái. Ừ. Rồi rồi rồi. Mày ghê vậy đó. Nhờ có con đưa giùm. Chứ hồi nãy giờ nó tính nhờ thằng Phúc bơi ghe đưa đi rồi đó chứ. Trời ơi, con bạn thân của nó mà gì. Coi chừng con. Mẹ con đi nha mẹ. Ờ. Con đi nha dì ba. Ờ. Xe bị gì hả Nguyên? Không có bị gì hết á. Hả? Cái vụ hôm qua đó, Nhi hiểu lầm ông Long làm người ta xỉu. Cái gì? Nên ông Long nhờ tao khi mà qua giải thích với Nhi. Xuống. Nhi ơi, Nhi. Nhi. Nè, mắc mớ gì tới mày? Bộ mày thân với ông Long lắm hả? Thì tao cũng hay qua nhà ổng mua ba cái đồ mà người ta cầm, người ta bỏ, tao mua lại. Nên tao cũng quen biết chút chút. Mà ổng cũng đâu có làm gì mẹ mày đâu, đúng không? À, Nhi. Nhi. Ủa, Ngân, Quyên đi đâu vậy? À, con Ngân nó tới tìm Nhi để giải thích cái vụ hôm qua đó. Nói nè Ngân. Vụ gì? À, cái chuyện hôm qua thật ra là tại mẹ Ngân mệt cho nên mẹ Ngân mới xỉu. Chứ ông Long không có làm gì mẹ Ngân hết á. Tự nhiên Ngân tới giải thích gì vậy? Bộ anh Long kêu Ngân giải thích hả? Thì ổng là chủ nợ của con Ngân mà. Nên ổng lên tiếng nhờ thì con Ngân nó phải giúp thôi, đúng không? Vậy là anh Long không có làm gì gì ba xỉu hả? À, không. Hôm qua là do mẹ Ngân mệt thôi à. Thì đó, chuyện đã rõ ràng rồi đó. Nhi đừng có giận ông Long nữa. Mắc công á, ổng ôm thù với con Ngân hoài nè. Nhi á, Nhi sướng thiệt nha. Sau này mà cưới ông Long rồi á, về cứ tiếp quản công việc cho gia của mẹ ổng. Cứ lãi mẹ, đẻ lãi con. Ăn mấy đời cũng không hết. Gì vậy? Nhớ nha Ngân, nhớ lấy lòng của Nhi nha. Mai mốt, Nhi nó giảm lãi cho. Quyên, nói gì vậy? Mà nói gì vậy? Tôi đâu có thích ông Long đâu. Phải rồi, mày nói chuyện kỳ quá à. Thì tao nói thiệt chứ bộ. Nhà ông Long trong vùng này ai mà không ghét. Mai mốt á, Nhi mà cưới ổng á thì nhiều khi cũng bị ghét lây á. Người ta cũng nói như tao nói thôi à. Sự thật mất lòng. Thôi, Nhi đừng có giận tôi nha. Thôi thôi đi đi đi, nhanh lên, xong rồi. Ngân về nha. Ờ. Thôi đi nha. Mày chờ tao chút xíu nha. Ê, tao cũng vô luôn. Hôm trước á, tao thấy cái nhẫn đẹp lắm. Người ta cầm, mà giờ người ta bỏ luôn rồi. Vô lẹ đi. Ờ. Dì Tư. Dì Tư. Có gì không bay? Dạ, dì Tư cho con gửi tiền lời tháng này nha. Dữ thần không? Hôm nay á, tự đem tiền tới rồi hen. Chắc chiều nay trời mưa lớn. Dạ, dì Tư cho con gửi 1,5 triệu đó dì. Ừ. Đủ rồi đó. Tháng sau nhớ chuẩn bị trước vậy nghe chưa? Khỏi mất công tôi đi tới đi lui. Dạ con biết rồi dì. Còn con này đi đâu vậy? Con hả? Dì Tư, chiếc nhẫn hôm bữa, hôm nay con mua nha. Nhẫn nào ta? À, cái nhẫn người ta cầm, rồi ta không có tiền chuộc, cái người ta bỏ luôn phải không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. 1,8 triệu á, mày có tiền mua không? Thì cho con coi đi.
Nè. Wow. Nhìn đã hả? Cho con trả tiền đi. Dạ, nhỏ này, nay có tiền dữ hen. Con có tiền mà. Nè gì? Đó, 2 triệu á. Đẹp không? Đẹp. Mẹ, đẹp. Con đi chơi cái nha mẹ. Anh Long. Quyên, mới qua hả? Tới đây chi đây? Tôi tới đây trả tiền lời cho mẹ anh không được hả? Gặp Nhi chưa? Giao dịch rồi á, thì làm mau đi nha. Giao dịch cái gì? Nó gặp rồi. Nhi nó hết giận anh rồi đó. Cảm ơn Quyên nhiều nha. Dạ. Lợm dụng ngon lắm vậy. Đâu phải dặn dừa, cũng ham tiền lắm chứ bộ. Đi nha. Mẹ ơi. Hả? Con đi nha. Đi con. Anh nói gì vậy? Bye bye. Đi nha. Nè. Làm sao? Nè. Ê, ông nói gì vậy? Thì kệ ông đi. Thôi đi về. Về mày. Quên. Về Tư. Hả? Thử tiền cho con chứ. Quên. Con đưa 2 triệu mà. Tao già. Tao quên lắm. Nhắc đi. Dạ. Già cả rồi tao quên. Đây nè, 200 nè. Dạ, cảm ơn dì Tư. Dạ, thưa dì Tư, con về. Về đi. Về mày. Con về cho dì Tư. Bye bye. Chào anh. Dạ, em chào anh. Anh làm việc ở đây hả? Tôi cũng như anh thôi, mời anh ngồi. Dạ. Mời hai anh qua đây ngồi. Dạ mời. Tôi là Ly, là thư ký của tổng giám đốc. Bây giờ trong thời gian chờ đợi thì hai anh điền thông tin đầy đủ vào đây giúp tôi nha. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chị. Lúc trước anh làm ở đâu? Tôi làm ở công ty nội thất sau mai. Ủa sao nghe tên công ty lạ vậy? Chỉ là công ty nhỏ thôi anh. Vậy anh đã có kinh nghiệm làm trợ lý chưa? Công ty cũ tôi ít nhân viên, nên tôi kiêm được một lúc nhiều việc. Tôi nghe nói Trần Gia lọc hồ sơ kỹ lắm, đòi hỏi phải có kinh nghiệm này nọ. Chắc anh phải giỏi lắm mới lọt vô vòng cuối cùng này. Coi ra cậu rất am hiểu về lĩnh vực nội thất. Dạ, con cũng đã có kinh nghiệm 10 năm trong nghề . Hiện tại thì tôi rất cần những người có chuyên môn và kinh nghiệm như cậu. Dạ. Vì sắp tới Trần Gia sẽ mở thêm một trụ sở ở Hà Nội. Dạ. Vậy cậu dự tính khi nào thì sẽ nhận việc đi làm được? Dạ, con nhận việc được ngay mà chú. Được rồi. Vậy tôi sẽ nói với bên nhân sự liên hệ với cậu sau. Dạ. Dạ, con xin phép chú. Chào chú. Vô đi. Dạ, đây là hồ sơ của nhân sự tiếp theo . Nguyễn Minh Hữu . Dạ. Cậu này chỉ mới có 3 năm kinh nghiệm làm việc ở Sao Mai thôi . Dạ, tuy là anh Hữu không có nhiều kinh nghiệm bằng ứng cử viên vừa rồi, nhưng mà anh Hữu là ứng cử viên thông thạo nhiều ngôn ngữ nhất. Và anh cũng tốt nghiệp thủ khoa trường đại học nữa. Dạ, với lại khi làm bài test đầu vào . Thì anh Hữu là ứng cử viên có số điểm cao nhất, thưa tổng giám đốc. Thôi được rồi, cô cứ cho vô đi. Dạ. Nhưng tôi chắc có lẽ anh Huy là người thích hợp nhất. Tôi cần người có kinh nghiệm bắt tay vào việc ngay. Dạ. Dạ, chào tổng giám đốc. Cậu ngồi đi. Dạ. Cậu là Nguyễn Minh Hữu. Dạ đúng. Tôi đã coi qua hồ sơ của cậu. Cậu đã làm ở Sao Mai 3 năm. Sao cậu không tiếp tục làm mà lại nộp đơn vào Trần Gia? Dạ thưa tổng giám đốc,
Tại con muốn thử thách bản thân ở một môi trường làm việc mới đầy thử thách và năng động giống như Trần Gia. Trần Gia luôn là một công ty sáng tạo, tiên phong trong mọi lĩnh vực. Cậu có ý tưởng mới nào cho các dịch vụ và sản phẩm của Trần Gia không? Dạ thưa, hiện tại con thấy các sản phẩm và dịch vụ của Trần Gia đã rất đa dạng. Nhưng con nghĩ sản phẩm gốm nội thất sẽ có rất nhiều tiềm năng. Đúng là Trần Gia cũng đang nghiên cứu về sản phẩm gốm nội thất. Không ngờ cậu lại cũng có cùng ý nghĩ với tôi đó. Dạ, tại dưới quê con, người ta vẫn còn dùng gốm đỏ làm vật dụng đồ trang trí ở trong nhà. Cho nên con mới nghĩ ra hướng phát triển sản phẩm dùng gốm trang trí nội thất. Quê cậu ở đâu? Dạ, quê con ở làng gốm Măng Thích. Gốm đỏ ở làng con á có đặc trưng là màu đỏ tự nhiên và đất phèn dân trắng, không giống gốm ở các vùng khác. Măng Thích hả? Ngày xưa tôi cũng đã từng có dịp xuống với Măng Thích tham quan. Hình như ở dưới có lò gốm Đại Thành thì phải. Một trong những lò gạch chuyển qua làm gốm đầu tiên ở Măng Thích. Dạ đúng rồi thưa tổng giám đốc. Nhưng mà lò gốm Đại Thành bây giờ đã ngừng hoạt động rồi. Ngày xưa ba mẹ con cũng làm ở đó. À, tôi cũng có vài người quen ở dưới đó. Dạ. Ba má cậu tên gì? Có khi tôi cũng biết đó. Ba con tên là Hai Bình. Hả? Hai Bình. Mẹ con tên là Út Huệ. Dạ, không biết tổng giám đốc có quen ai ở dưới không? Thì ra là nó. Dạ, dạ thưa tổng giám đốc. À, hồi đó tôi có vài người quen cũ ở dưới, nhưng cũng mất liên lạc lâu rồi. Thôi được rồi, cậu cứ về đi. Có gì bên nhân sự sẽ liên hệ với cậu. Dạ, con chào tổng giám đốc. Ừ, chào cậu. Không ngờ mình lại gặp được nó. Sao rồi người đẹp? Dạ. Em đi ăn cơm với anh mời. Dạ thôi đi, em có mang cơm nhà theo rồi. Em đó, cứ từ chối anh hoài. Bộ không sợ anh buồn hả? Trời đất, bạn gái của anh Khánh á, nhiều đến nỗi đếm cộng hết thời gian đâu mà buồn. Anh á, cứ chọc em hoài. Anh đâu có chọc em đâu. Em á, cứ trêu ngươi anh không à. Mai em. Dạ. Chừng nào anh Quy đi làm vậy? Dạ đâu có. Tổng giám đốc vừa chọn anh Hữu vô làm việc rồi mà. Ủa là sao? Anh mới vừa nghe anh Quy nói là Quy vô phỏng vấn được tổng giám đốc chọn luôn rồi mà. Em cũng biết nữa. Thật ra lúc đầu tổng giám đốc đã chọn anh Quy, em cũng nghĩ là anh Quy được tuyển rồi. Nhưng mà vừa rồi tổng giám đốc có gọi em vô, yêu em là báo với phòng nhân sự chuẩn bị hồ sơ làm việc cho anh Hữu. Sao kỳ vậy ta? Em đang cầm hồ sơ đó hả? Dạ. Đưa anh coi. Chỉ 3 năm kinh nghiệm ở một công ty tép riêu. Cậu có bị gì không vậy? Em cầm đi. Dạ. Vô đi. Cậu. Con nghe Ly nói là cậu lọ anh Huy, chọn anh Hữu nào đó đúng không ạ? Ừ, đúng rồi. Con qua bên đây ngồi đi. Dạ. Cậu uống trà. Thưa cậu, hồ sơ con đã đọc hết rồi. Hữu chỉ có kinh nghiệm 3 năm mà thôi, làm sao so sánh được với Quy. Và lại cậu cũng đã chọn Quy rồi mà. Hậu Hữu tuy kinh nghiệm không bằng, nhưng cậu nhận thấy tiềm năng của Hữu. Nhưng mà thưa cậu, cậu chọn người để vào làm việc được ngay, hay là cậu chọn người để vào đào tạo? Cậu biết là cậu Quy quen với con, với kinh nghiệm của cậu Quy cũng dễ dàng tìm được việc làm ở chỗ khác thôi. Việc này cậu đã quyết định rồi, con đừng nói nữa. Cậu đang mệt, cậu muốn nghỉ ngơi một chút. Con ra ngoài đi. Dạ.
con xin phép ra ngoài. Được rồi. Lan. Dạ. Chìa khóa xe của tôi đâu? Đưa đây, tôi phải đi làm trễ giờ của tôi rồi. Anh cứ đi hoài vậy, anh coi được hả? Trời đất, tôi đi làm mà. Làm cũng phải có giờ giấc. Tôi lái xe cho chuyên gia nước ngoài. Người ta làm việc có như mình đâu. Họ cần giờ nào tôi phải đi giờ đó chứ. Đừng có hỏi lung tung nữa, đưa chìa khóa đây. Không. Alo. Alo. Where are you right now? Why you are not coming today? I'm sorry, sir. I have a fan thing to do at home. I am coming right now. Do you know that? I will have an important appointment today. I am so sorry, sir. Please wait for a little more. I'm already on my way. I can't understand your work. If you are coming within 15 minutes, then just don't come anymore. Yes, sir. Đưa chìa khóa đây, trả vợ tôi rồi. Anh á, có coi tôi là vợ của anh không? Từ lúc cưới nhau tới giờ, anh ở nhà được mấy ngày, anh cứ đi biền biệt, mấy tháng anh mới về một lần. Công việc của tôi, nó đã như vậy rồi. Trước khi cưới cô cũng đã biết rõ rồi còn gì. Nhưng mà mẹ đã nói với anh rồi, mẹ kêu anh nghỉ lái xe đi, ở nhà phụ tôi buôn bán. Nhưng mà anh cứ không chịu. Hay là anh có con nào ở đâu, cho nên anh mới viện cớ để anh ở với nó. Nè, cô đừng có nói bậy nghe. Tôi đó giờ lái xe quen rồi, tôi không thích hợp buôn bán. Nếu cô không chịu được á thì ly dị đi. Cái gì? Ly dị hả? Cuối cùng anh cũng chịu nói ra rồi ha. Anh muốn bỏ tôi để đến với người tình của anh chứ gì? Thôi, không có nói nhiều nữa, đưa chìa khóa cho tôi. Tôi không đưa. Không. Quang, có chuyện gì vậy? Mẹ. Hai đứa có chuyện gì mà gây gổ với nhau nữa vậy hả? Mẹ. Anh Quang, anh đòi ly dị con để đánh với người khác đó mẹ. Quang. Dạ. Mày dám làm chuyện có lỗi với con Lan hả? Cô không có mà. Cô cứ suy diễn thôi. Suy diễn gì? Ngay từ đầu tụi con đã không hợp nhau rồi, vậy mà mẹ bắt con cưới cổ. Thì ra từ đó tới giờ anh không có thương tôi. Được rồi, anh muốn ly dị chứ gì? Ly dị thì ly dị. Tôi trả tự do cho anh với người khác đó. Lan, con, con đừng có nói bậy. Ly dị cái gì mà ly dị? Mẹ chỉ có một mình con là con dâu thôi. Mẹ không chấp nhận con dâu nào khác ngoài con hết á. Còn con nữa, mẹ mặc kệ là con có ai bên ngoài hay không. Nhưng từ hôm nay phải chấm dứt liền cho mẹ. Mẹ ở nhà phụ buôn bán với con Lan. Xe của con mẹ sẽ đem bán, không có lái xe gì nữa hết á. Mẹ à, ngày xưa chuyện hôn nhân của con mẹ cũng bắt ép con, rồi bây giờ chuyện nghề nghiệp của con mẹ cũng can thiệp. Mẹ muốn á thì mẹ cứ ở với cổ đi. Con đi. Con đừng có hù mẹ. Con muốn đi á hả, thì cứ việc đi mình không đi. Coi tới đó đó hả, mấy đứa nhân tình nhân ngại của con á có trở mặt với con hay không thì biết. Giỏi thì đi đi. Mẹ. Anh Hoàng. Buông ra. Mẹ, lỡ anh bỏ đi thiệt sao mẹ? Con cứ yên tâm đi, mẹ biết tính của thằng Hoàng mà. Nó chỉ nóng giận tức thời thôi, chứ nó cũng biết suy nghĩ. Bây giờ nó bỏ nhà đi, không tài sản, không nghề nghiệp, thì nó biết làm cái gì mà nó sống. Từ nhỏ tới lớn á, mọi việc của nó đều một tay mẹ lo liệu hết á. Dạ. Con yên tâm đi, nó sẽ quay về mà. Ông cho nó đi nha. Vô tới bến, tụi nó xuống gặp là mình xuôi ghe về quê luôn. Ngày mai phải lên chuyến nữa. Vô. Em ơi. Quang Quang. Trời đất. Diệp. Quang. Trời mày ơi. Hả? Trời ơi. Ngồi. Mày ngồi đi. Ngồi. Lâu nay mày đi đâu?
Ngày tốt nghiệp tao cố ý tìm mày. Nhưng mà không thấy mày đâu hết. Tao theo má tao về quê ngoại ở Mang Thích, sinh sống mấy năm nay rồi. Má gái giờ này khỏe không mày? Má tao bệnh nặng, mới mất 3 tháng nay rồi. Xin lỗi mày, tao thiệt tình. Không sao, tao cũng bớt buồn rồi. Bây giờ mày ở dưới với ai? Tao ở một mình thôi. Bây giờ tao làm lò gạch cho ba vợ tao. Đúng là cái số của tao với mày giống nhau. Học thì học tài chánh, mà ra trường một thằng làm lò gạch, còn một thằng thì làm tài xế. Nhục quá. Ba vợ tương lai của mày là cái người mà má mày nói hứa hôn từ nhỏ đó hả? Ừ, tụi tao đám hỏi rồi. Đáng lẽ tháng sau là làm đám cưới, nhưng mà má tao mất đột ngột quá, cho nên phải dời lại 3 năm. Còn mày, lúc này sao? Thôi, đừng nhắc nữa. Tao đang muốn bỏ đi đâu đó làm ăn, không muốn phụ thuộc vô mẹ của tao nữa. Sao vậy? Mày với bà già mày có chuyện gì hả? Tao cãi lộn với mẹ tao. Từ đó giờ tất cả mọi chuyện của tao đều do mẹ của tao sắp đặt hết. Bây giờ còn bắt tao ở nhà buôn bán, tịch thu luôn cái xe tao đang chở mấy ông chuyên gia. Mẹ tao còn nói muốn đi đi ra tay trắng. Tao chịu hết nổi rồi. Dưới mày có gì làm ăn được không? Ở dưới xứ của tao, nguyên dùng toàn là lò gạch, bán khắp các tỉnh thành. Nếu mày không ngại cực á, thì có thể về dưới vô làm lò gạch đại thành của ba vợ tao. Lò gạch lớn nhất dùng, lương thợ ở dưới khá lắm nghe mày. Rồi, để tao suy nghĩ coi sao. Nè, nói gì thì nói, lương ở dưới sao bằng thành phố được. Nè, bà già mày thương nên lo cho mày thôi. Về nói chuyện lại với bà già là được chứ gì. Còn nhiều chuyện rắc rối lắm, mày không hiểu hết đâu. Ủa, mày đi tới con mình hả? Có hẹn ai không? Không, tao đi mình nên. Con mình hả? Qua đây, qua đây, qua đây. Đây anh Quang. Dạ, chào anh. Chào anh. Hai người làm quen đi. Chào anh. Lâu ngày mới gặp lại. Em ơi. Dạ. Hai cái đứa này đi đâu mà giờ này không chịu về không biết nữa. Mẹ. Con đi đâu mà giờ này mới về? Trời ơi, sao mà sức dầu thơm gì mà nồng nặc mùi vậy? Con buồn anh Hoàng quá nên con qua bên nhà con Liên chơi thôi mẹ. Nó cũng buồn chuyện gia đình nên hai chị em tâm sự cái quên hết thời gian. Mẹ, anh Hoàng về chưa mẹ? Chưa. Mẹ đợi hai đứa nãy giờ đó. Mẹ, hay mẹ để con với anh Hoàng ly dị đi, chứ anh không có thương con. Con đừng có nghĩ bậy. Vợ chồng nào mà không cãi nhau? Chỉ là thằng Hoàng nó là tài xế, nó đi riết vậy đó. Vợ chồng con không có thời gian ở cạnh nhau để vun đắp tình cảm, cho nên nó mới vậy. Con đừng buồn, mọi chuyện cứ để cho mẹ lo. Dạ. Trời ơi, trời ơi, sao mà bữa nay nó uống dữ vậy nè? Trời đất ơi, kéo 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 nó lên. Trời ơi, thiệt tình. Cảm ơn chú nghe. Bao nhiêu tiền để tôi gửi chú? Dạ 10.000. Đây. Nè chú. Dạ. Cảm ơn chú nhiều nha. Dạ cảm ơn bà. Trời ơi, nhậu chi mà tới xỉn vậy không biết nữa. Thiệt. Ủa, sao còn đứng đó? Đi vô trong á, nhúng khăn nước nóng lau mặt cho nó, rồi pha nước chanh cho nó uống, cho nó tỉnh rượu nhanh lên. Đi đi. Thiệt tình. Trời ơi, sai quá trời sai gì không biết nữa. Đủ rồi đó chú. Cảm ơn chú. Rồi, giao chìa khóa. Dạ. Với giấy tờ xe. Dạ. Thôi xin phép tôi về. Chú về. Cảm ơn dạ, chú. Dạ bác tôi về.
xe của con ai chạy vậy mẹ? Mẹ mới bán chiếc xe của con đó. Trời đất, mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Sao mẹ bán xe mà mẹ không hỏi bán con? Chiếc xe đó là của mẹ bỏ tiền ra mua, chứ đâu phải của con. Mẹ muốn bán lúc nào là quyền của mẹ. Bắt đầu ngày mai con ở nhà, mẹ sẽ đi ra chợ sang lại cái sập vải. Hai vợ chồng tụi con ra đó mà buôn bán. Mẹ, con lớn rồi chứ đâu phải con nít đâu. Mà lúc nào mẹ cũng sắp đặt con hết trơn vậy. Dám lớn tiếng với mẹ như vậy hả? Không nghe lời mẹ thì đi ra khỏi nhà. Mẹ không có đứa con hỗn hào như con. Được rồi, để con đi cho mẹ vừa lòng. Mẹ, tại anh Quảng nóng quá, mẹ đừng có giận. Con với cái thiệt. Trưa nay con đi theo mẹ, đi ra coi cái sạp vải, nghe không? Dạ, nhưng mà con sợ anh Quảng không chịu. Con yên tâm đi, nó giờ nó cứng đầu, nó làm màu vậy thôi, chớ rồi nó cũng nghe lời mẹ à. Bây giờ nó ở nhà rồi, hai đứa tụi con ráng vun đắp tình cảm để sinh cho mẹ đứa cháu. Mẹ mong ẵm cháu dữ lắm, nghe chưa? Dạ. Hả? Anh Quảng, anh tính đi đâu vậy anh Quảng? Anh tính đi đâu vậy? Buông ra, tôi đi ra khỏi cái nhà này. Từ đây về sau mẹ với cô muốn làm gì thì làm. Không, anh Quảng. Mẹ, mẹ, mẹ kêu lại đi mẹ. Cô buông tôi ra. Buông. Anh Quảng, mẹ. Nó muốn đi thì con cứ để cho nó đi đi. Ra ngoài đời không có mẹ cho nó biết thế nào là khổ sở. Không có việc gì mà con phải níu kéo nó hết á. Mẹ ơi, con cứ mặc kệ nó đi. Nó bỏ đi mấy ngày hết tiền rồi nó cũng quay về hà. Ra ngoài á, không có tiền, không có thân thích, ai mà lo cho nó? Vô đi. Dạ, có một số hồ sơ cần tổng giám đốc phê duyệt à. Cô cứ để đó đi. Tối nay tôi có cuộc hẹn với giám đốc bên Thái Thịnh đúng không? Dạ, đúng rồi. Cô gọi điện quỷ giùm tôi. Sao vậy tổng giám đốc? Bộ tổng giám đốc thấy không khỏe trong người hả? Cứ báo với họ là tôi không được khỏe. Nói họ thông cảm, hẹn họ vào dịp gần nhất. Dạ, con biết rồi. À, cậu Hữu đó khi nào thì tới nhận việc được? Dạ, đầu tuần sau anh Hữu đi làm rồi ạ. Ừ, được rồi, cô ra ngoài đi. Dạ, con xin phép. Trời ơi, đi. Trời ơi, alo. Alo, anh Long hả? Sao rồi? Nhi hết giận anh chưa? Nhi hết giận anh rồi, nhưng mà Nhi giận không thích anh. Thôi, anh đừng có buồn nữa. Tối nay mình đi ăn kem nha, em mời anh. Bữa khác đi em. Bữa nay anh phải tập trung chiến đấu rồi. Thôi nha, anh đang chơi game, chút xíu anh thua rồi. Thôi thôi, bye bye em nha. Tối ngày game game không à? Bực mình. Ông á, mà ông không vào, tôi không có thèm nhìn tới mặt ông đâu nha. Cơm chín rồi kìa con, xuống ăn đi. Làm gì mà ôm điện thoại miết hả? Trời ơi, ở nhà có cái gì đâu chơi mẹ. Bây giờ kiếm cái gì làm đi. Mẹ coi đi, ở đây có cái gì phù hợp với con đâu. Mẹ, hay là mẹ cho con lên thành phố kiếm việc đi. Ý là cô ở với tôi vậy đó, mà cô còn lanh chanh. Lên thành phố một mình á còn cỡ nào nữa, không đi đâu hết, ở nhà. Không cho thì thôi. Nhẫn đâu ra đó? Con mới mua hồi sáng, đẹp không mẹ? Tiền đâu mày mua? Hay có thằng nào cho mày dụ dỗ mày đúng không? Mệt mẹ quá. Con để dành tiền con mua cho ai mà cho? Thiệt không đó? Trời ơi, mẹ tối ngày cứ không tin con hoài à. Năm. Mới đi Bến Tre về, thấy trái sầu riêng ngon quá, biết Năm thích ăn sầu riêng.
nên mua về cho Năm ăn nè. Tôi thích ăn á thì tôi tự mua, đem về đi tôi không lấy đâu. Gai đâm Năm, công tôi mua rồi, Năm nhận đi. Tấm lòng của tôi mà Năm. Thôi, trời ơi là trời. Tôi nói không mà. Mẹ tôi đã nói là không thích rồi, chú đem về giùm đi. Chú dai quá. Chú quan tâm mẹ con mà. Chú tính làm ba ghẻ tôi hả? Không có cửa đâu à. Tôi đã nói mà tôi không có lấy. Đi 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 đi. Quyên, vô ăn cơm đi. Dạ. Nghe nói câu hết muốn về. Thôi thôi tôi để đây nha. Về. Thiệt tình. Công giả chàng. Sao không đem về? Để ra ăn đi. Công nhận rảnh ghê. Thơm ghê mẹ. Chắc là chín cây rồi. Loại này ngon. Ủa? Nè. Nãy mày la ổng mà. Thì la. Cho ổng khỏi nuôi cái hy vọng là ba ghẻ con thôi. Đã cho thì tự chịu thôi. Ngon đó. Coi đem vô tách ra nha mẹ. Cái con này, cái gì cũng nói được hết trơn. Ly, lên đây nè. Anh Hữu. Ly ngồi đi. Dạ cảm ơn anh. Ủa, anh tới lâu chưa? À, anh cũng mới tới à. Dạ. Em ơi. Dạ. Dạ anh chị dùng gì? Em muốn gì em chọn đi. Dạ. Cho chị một ly nước cam. Dạ. Cảm ơn em. Dạ chị. Cảm ơn em chút. Em chúc mừng anh nha. Như vậy á là từ nay em với anh là đồng nghiệp rồi đó. Anh phải cảm ơn em mới đúng. Nếu không có ly á, chắc là anh đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên rồi. Anh Hữu này, anh đừng có nói vậy. Mình là bạn bè mà. Với lại á, nếu mà anh không có năng lực thì em cũng không có lý do gì để mà kêu họ giữ anh đến vòng cuối cùng được. Nói thiệt á, anh cũng không ngờ là mình được trúng tuyển đâu. Tại vì anh thấy cái anh ứng viên kia còn có kinh nghiệm nhiều hơn anh nữa. Em nghĩ là chắc tổng giám đốc á đã nhìn ra năng lực của anh. Tại vì theo em á thì em thấy kinh nghiệm chỉ là một phần thôi à. Nhưng mà dù sao á cũng cảm ơn Ly, công của Ly nhiều nhất. Vậy anh tính trả công em sao đây? Anh biết một quán có đặc sản ngon lắm, cũng gần đây thôi à. Ly, cho anh mời Ly qua đó nha. Chỉ có vậy thôi hả? Ly thích gì? Ly cứ nói đi, anh mua tặng cho Ly. Nếu em nói là em thích anh thì sao hả? Ly chọc anh phải không? Em nói thiệt chứ chọc anh cái gì? Anh không thích em hả? Em hỏi thiệt, bộ anh là giới tính thứ ba hay sao vậy? Đó giờ em không thấy anh có bạn gái gì hết trơn à? Chắc vậy á, anh đang cần bạn trai. Dạ, anh nói cái gì? Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Ly uống nước đi. Vậy sau này á, mình đừng làm tình địch của nhau là được rồi. Nếu không á, là người ta sẽ nói là bạn bè tương tàn lẫn nhau á. Anh giỡn thôi mà. Tuần sau á, anh mới nhận việc, còn nghỉ mấy ngày á, anh có tính về quê không? Chắc là không rồi. Tại vì anh mới ở quê lên. Chắc là đợi công việc ổn định rồi anh mới về quê. Anh nè, quê anh có gì vui không? Với lại em nghĩ chắc là cảnh đẹp lắm ha. Hay là đợt tới anh về, anh đưa em về chơi nha. Quê anh đâu có gì đâu. Kênh rạch á thì chằng chịt, đường xá thì đi lại khó khăn. Nói chung á, đời sống còn cơ cực lắm. Đối với thành phố thì đâu có so được đâu. Vì vậy á, anh mới quyết tâm phải bám trụ ở thành phố lập nghiệp nè. Em nghe nói là con gái ở dưới quê á, mặn mà dễ thương lắm ha. Xinh đẹp lắm phải không? Anh có phải lòng cô nào dưới đó không vậy? Không có.
anh chưa có sự nghiệp, cô nào mà thèm để ý anh. Ờ, cô hai đưa cho tôi. Dạ hết rồi, cảm ơn anh Phúc nha. Mẹ, mẹ vô nghỉ đi, mình con đi giao được rồi mà. Thôi, mẹ khỏe rồi, cứ bắt mẹ nằm một chỗ hoài, không vận động mẹ mới mệt đó. Dạ, lát nữa con giao hàng xong, sẵn tiện con ghé chỗ nào con xin việc làm luôn nha mẹ. Ừ, nhưng mà nhắm công việc được thì mới làm, chứ nặng nhọc quá thì đừng có ráng nha. Con biết rồi mà mẹ. Mẹ, chút nữa con ghé chợ, mẹ có thèm món gì không? Con mua về con nấu cho mẹ ăn nha. Vậy con ghé chợ mua ít gạo, rồi nếu có cá linh thì mua ăn ít nghe. Ủa, mẹ đang thèm cá linh hả? Mẹ mua cá linh để nấu món canh chua mà con thích nhất đó. Thôi con đi nha mẹ. Ừ. Phúc nè, bơi ghe cẩn thận nghe con. Dạ, con biết rồi dì ba. Con đi nghe mẹ. Con đi dì ba ơi. Ừ. Mẹ vô nghỉ đi nha. Hai anh em đi về sớm nha. Dạ. Thời gian nhanh thiệt. Mới đó mà con Ngân nó 22 tuổi rồi. Bông xanh bông trắng trời nắng vàng bông mới bông lấy cho bằng bông lớn. Cô ơi, làm ơn cho tôi hỏi thăm chút xíu, chỗ này có ai đưa đò qua lò gạch không cô? Ờ, dạ có. Ơ nhưng mà chắc người ta đưa khách đi rồi nên bây giờ không có ở đây. Anh cứ đứng đi chợ một chút đi, đò về rồi đi. Cảm ơn cô. Mà nè, nếu như mà chờ đò lâu quá, anh thấy có ai đậu ghe vô đây á thì cứ qua giang họ về lò gạch là họ cho liền à. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Cô ba, cô ba đi đâu vậy? Tôi đi đâu kệ tôi, có liên quan gì tới anh đâu. Nè, làm gì nóng như vậy cô ba? Cô đi đâu? Để tôi đưa cô đi. Tôi đi đâu kệ tôi, anh tránh ra cho tôi đi. Nè, đi anh làm cái gì vậy? Buông ra. Mà, tôi không có giỡn mặt với anh nha. Bỏ người ta. Buông tôi ra. Anh làm cái gì vậy hả? Buông ra. Đi với anh đi. Anh làm gì đó? Mày là thằng nào? Khôn hồn mày tránh ra, không phải chuyện của mày. Ba ngày ban mặt mà anh dám chọc kẹo con gái nhà người ta vậy mà coi được hả? Sao mày nói là không được? Để tôi làm cho mày coi nha. Trời, thôi mà. Bỏ người ta. Nè, đừng thấy có người bên em tưởng anh sợ. Nè, mày nhớ mặt tao đó, đừng để tôi gặp mày lần nữa như mày. Khôn hồn thì đi đi. Thôi mà, anh ơi, anh gì ơi. Thôi mà, anh ơi. Cảm ơn anh nha, anh có sợ. Trời ơi, miệng anh chảy máu rồi kìa. Tưởng sao đâu. Nói cơ mày. Trời ơi, chạy mau lên, đám thằng mùi thèo quay lại đó. Chạy mau lên. Đi. Em cảm ơn anh nhiều lắm nha. Cái thằng cha đó là côn đồ ở vùng này đó, cũng may là có anh. Mà hình như anh là người xứ khác tới đây phải không? Tôi ở Sài Gòn mới xuống. Tôi tính qua làng gạch tìm một người bạn. Nhà em cũng ở làng gạch nè, để em đưa anh qua bên đó. Cảm ơn cô nha. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa đi xuồng lần nào hết, đây là lần đầu tiên đó. Ở xứ này á, kênh rạch nhiều lắm, mọi người di chuyển bằng xuồng cho nó tiện. Cảnh vật đúng là thanh bình, đẹp quá. À, hồi nãy tôi nghe cô hò rất hay. Anh nghe hả? Tại lâu lâu buồn buồn, em hát hò cho vui thôi. Mà anh xuống lò gạch tìm ai vậy? Tôi tìm lò gạch Đại Thành. Lò gạch Đại Thành là của ba em mà. Vậy là cô có biết Hai Diệp không? Em biết rành nữa là đằng khác. Ủa, mà anh là sao với anh Hai Diệp? Tôi là bạn của Hai Diệp. Hồi nhỏ, nhà hai đứa tụi tôi sát nhau. Dạ.
Nhưng mà sau này tôi theo mẹ tôi lên Sài Gòn sinh sống, lâu quá tụi tôi không được gặp nhau. Thì ra anh là bạn của anh Hai Diệp hả? Thằng Diệp nó nói chú là gặp Đại Thành, là ba vợ tương lai của nó. Vậy cô là... Anh Diệp là chồng sắp cưới của em. Tôi không ngờ mới xuống đây mà đã được gặp cô trước cả Hai Diệp nữa. Ủa Quang, mày xuống thiệt hả? Ừ. Xuống nào vậy? Thì mới xuống nè. Đưa về cho tao. Tao xuống được nhờ nhà mày đây. Rồi lên đi. À đây đây. Cái vụ này để tao. Lên em. Ủa sao hai người đi chung vậy? Dạ em gặp anh Hoàng ở bến đò, anh chờ đò mà không được, sẵn tiện em cho anh có gian luôn, hỏi thăm một hồi. Ai dè anh Hoàng là bạn của anh. Vậy hả? Tao thiệt tình là tao không ngờ mày xuống đây á, quyết định theo tao làm gạch thiệt phải không? Ừ, mày chứa chấp tao với. Được thôi, tao chỉ sợ mày chịu cực không nổi. Ủa miệng mày bị sao vậy? Mày mới đánh lộn hả? Hồi nãy cái thằng Mười Thẹo chọc ghẹo em, mai có anh Hoàng đánh thằng Chả cứu em á. Lại là cái đám tụi Mười Thẹo. Em có sao không? Dạ em không sao hết, mai mà có anh Hoàng. Cảm ơn nghe. Có gì đâu, ơn nghĩa gì. Mai mốt em đừng có đi một mình, đi đâu thì để anh đưa em đi, tụi nó côn đồ lắm. Dạ em biết rồi. Ừ, đây là nhà của mày hả? Không, nhà của Sương. Nhà của tao đó, bên cạnh đó. Dạ anh Diệp với anh Hoàng vô nhà uống nước nghe. Ê đi, vô đây tao giới thiệu ba vợ của tao cho mày biết. Đi. Rồi ngủ nước mày. Hey, tao vậy á, đơn giản lắm, tại nhà tao có mình tao ở nhà ha. Nhiều đêm á tao ngủ lại đó để canh lò luôn. Mày vô tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe đi, tao đi chợ chút xíu. Ờ tao cảm ơn mày nghe. Ừ mà nè. Ừ, sao tao không thấy mày thờ ba má? Trước lúc mất á, ba má tao có trăn trối, đem đi thiêu đi, xong rồi gửi ở chùa để nghe kinh kệ. Ừ, nên đến ngày giỗ á tao lên chùa thắp nhang chứ không có thờ ở nhà. Không có mày á chắc tao không biết đi về đâu. Bạn bè với nhau ơn nghĩa cái gì không biết nữa. Để ngày mai á tao dẫn mày vô lò gạch làm. Mày chưa biết cái gì á thì bước đầu mày chỉ làm những công đoạn đơn giản mà thôi. Tao làm cái gì cũng được mà. Ở đây không khí trong lành, yên tĩnh, khác hẳn ở thành phố hả mày? Ừ, dân ở đây thân thiện dễ gần lắm mày ơi. Anh Diệp, anh Hoàng. Em. Dạ. Gì vậy? Có mới trứng gà mới đẻ, em đem qua cho anh à. Nè. À, sáng em luộc cho anh Hoàng hai trứng, để anh lăn cho tan máu bầm. Hê, trứng gà này á lăn tan máu bầm là hay lắm đó. Cảm ơn Sương nghe. Trời, có gì đâu anh. Thôi tao đi tắm đây, hai người nói chuyện nghe. Dạ anh Hoàng. Ừ, anh cầm theo lăn đi, nó đang nóng đó. Cảm ơn Sương. Dạ. Ủa vậy là anh Hoàng ở đây luôn với anh hả? Ừ, nó giận gia đình nên nó xuống đây, chắc nó ở đây một thời gian, mai anh dẫn nó vô lò gạch để làm thử. Dạ mà anh nấu cơm chưa? Chưa. Chưa đúng không? Chưa có nấu, mấy bữa nay ăn mì gói không à. Anh này, bữa nay có ông Hoàng, anh định ra chợ mua gì đó nấu cho nó ăn. Anh đó cứ vậy hoài à, ở một mình mà ăn uống. Biểu qua nhà em ăn cơm á thì không chịu. Kỳ lắm, mình chưa đám cưới qua ăn vậy, ngại lắm. Sương nè. Hử? Ráng đợi anh 3 năm nữa nghe. Anh rất mong tới ngày cưới của tụi mình, để ngày nào cũng được ăn cơm em nấu. Kỳ quá.
Bà con nghe tôi nhìn bây giờ. Đem cất đi. Thôi em về luôn nghe. Ừ. Nè, bà làm gì vậy? Bà thơ thẩn với thằng nào hả? Ông nói bậy bạ cái gì vậy? Tôi mới vừa coi con Ngân đưa hàng xuống ghe để giao hàng mà. Tiền đâu? Có tiền cho mấy chục coi. Mấy ngày nay con Ngân nó bị đau chân. Nó ở nhà đương lát phụ tôi. Nó không có đi làm lọ gốm thì tiền đâu có. Ông làm ơn tỉnh ngộ được có rượu chè nữa. Không thấy nhà mình đã khổ lắm rồi hay sao? Ở với tôi khổ quá hả? Thì đi đi. Ai còn mày con bà đây? Tối ngày chỉ biết lãi nhãi. Con quỷ kia cũng vô dụng ý như bà vậy. Có người ta có tiền xây nhà, xây cửa cho cha mẹ. Còn nó chạy ăn từng bữa cũng không xong. Nuôi nó thì đúng là uổng công. Ông nói vậy mà nghe được hả? Không có nó tiền đâu mà ông mua rượu. Ông sao vậy? Ngày xưa ông thương nó lắm mà. Nó là con của ông đó. Sao cứ suốt ngày la mắng nó hoài vậy? Nói cái gì? Nói cái gì? Bà nói gì mà nói được ha? Bà liệu hồn á. Tôi nói gì không đúng chứ? Đây nè, ông có giỏi thì đánh tôi giết tôi luôn đi. Đánh chết tôi luôn bà đi. Tưởng tôi không dám giết bà hả? Tôi giết bà ông nè. Giết tôi luôn đi. Bà chết đi. Chưa lâu. Quên qua. Bây giờ có thêm đơn đặt hàng ở dưới Cà Mau nữa đó ba. Con thấy mình phải xây thêm một lò gạch nữa. Nếu không thì không đủ lò để nung đâu ba. Ờ, vậy thì con sắp xếp thợ xây liền nha. Dạ, con biết rồi. Ủa, sao vậy ông Huệ? Anh Hoàng nghỉ mệt chút đi. Sáng giờ anh làm liên tục rồi. Tôi không có sao đâu. Ráng làm cho xong ba cái mớ đất này. Coi kìa, mặt anh dính đất rồi kìa. Để em lau cho nha. Bên này. Trời đất. Nè, hai người kia, gạch làm không kịp dâu. Mấy người rảnh quá ha, còn đứng đó nói chuyện nữa. Nè, ông ăn nói đàng hoàng nha. Ông muốn gây sự hả? Ai thèm gây sự với mấy người. Tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi. Nhìn làm như chủ lò không bằng á. Việc ông thì ông lo đi. Ông nhìn ngó việc của người ta làm chi. Con ra coi có chuyện gì vậy? Làm mà cãi với tôi hả? Nè 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 nè. Có chuyện gì vậy? Ủa, hai bên chọc kẹo Út Huệ à? Ông tự nhiên ra gây sự với em đó anh. Chắc tại nó thấy em tốt với người khác quá đó mà. Hèn chi, tôi vô làm hôm nay thấy hai người như chó với mèo vậy. Đúng là thương nhau lắm, cắn nhau đau mà. Em không có liên quan gì tới ổng nha. Ai thèm liên quan tới bà. Thôi 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 thôi, mệt quá. Không liên quan với nhau phải không? Ai đi làm việc đó đi ha. Không kịp giao gạch cho người ta kìa. Dạ. Mày làm ở đây thấy quen chưa?
tao quen rồi. Rồi đó giờ tao đâu có biết làm ra viên gạch nó cực khổ dữ gì đâu nè. Thì nghề làm gạch ở vùng này có từ lâu lắm rồi, từ đời này truyền qua đời khác, cực khổ lắm. Nhưng mà mọi người vẫn bám trụ. Chiều nay á, tao đi chở gạch giao tuốt ở sông Bé. À, lúc này Sương hay đi chợ bán sớm lắm, có tao phụ Sương. Mà giờ tao đi mấy ngày mới về, mày ở nhà giúp tao phụ Sương nha. Sương đi tối một mình nguy hiểm lắm, tao đi khoảng cũng 3 ngày mới về. Có cần tao thay mày làm luôn mấy việc sắp nước tưới cây luôn không? Được vậy càng tốt, làm đi. Mày á, đúng là cái thằng dạy gái. Cái thằng này. Phiền anh Hoàng quá à, sáng không được ngủ mà phải phụ em tính gạch nữa. Có gì đâu, dậy sớm cũng tốt cho sức khỏe mà. Sáng nay tôi định dậy đi chợ với Sương đó. Em đi một mình được mà, anh đâu cần phải làm vậy đâu. Thằng Diệp nó đã ủy thác cho tôi rồi, tôi mà để Sương đi một mình á, thằng Diệp về nó biết chắc là tôi tiêu với nó quá. Anh Diệp này thiệt tình á. À, thằng Diệp nó thương Sương lắm á, tới tôi còn cảm thấy ghen tị nè. Ghen tị cái gì chứ, không lẽ anh thương thầm anh Diệp hả? Em cũng biết ghen nữa nha. Chắc vậy. Mà nếu má thằng Diệp không mất thì chắc hai người cũng cưới nhau rồi ha. Giờ phải đợi tới 3 năm lận. Thiệt ra đợi 3 năm cũng tốt, em cũng không muốn làm đám cưới sớm. Sao vậy? Tôi thấy hai người tình cảm thấm thiết lắm mà. Em cũng không biết làm sao nữa, em cũng không mong cưới sớm. Còn anh Hoàng, ở trên thành phố đã có người yêu chưa? Tôi đó giờ chưa có yêu ai hết, cũng không muốn nhớ lại chuyện ở trển nữa. Em xin lỗi. Có gì đâu. À nè, tôi nghe anh Diệp nói hai người có hôn ước từ trong bụng mẹ lận hả? Dạ. Hồi lúc mẹ em mang thai em, nhà khó khăn lắm. Ông bà ngoại anh Diệp đã cưu mang giúp đỡ ba mẹ em. Rồi mẹ em với má anh Diệp lại thân nhau như chị em, cho nên hai người mới bày ra chuyện hôn ước này. Nếu như không có hôn ước này, chắc em với anh Diệp cũng như những người quen bình thường rồi. Không lẽ Sương không thích hôn ước này hả? Anh Diệp nó tốt với Sương lắm mà. Em cũng không biết tình cảm của em với anh Diệp là gì nữa. Một phần là do bậc cha mẹ tác hợp, một phần là do tụi em sống và lớn lên bên nhau từ nhỏ, nên em cũng không biết làm sao nữa. Thiệt ra chuyện hôn nhân thì phải nên suy nghĩ kỹ, đừng để cho người khác tác động, nếu không sau này sẽ hối hận lắm. Anh Hoàng nói vậy là sao? À, không có gì, chắc tại tính thằng Diệp nó nhát quá nên không dám thổ lộ gì với Sương, đúng không? À, mà hôm nay Sương cho tôi ăn món gì vậy? Bữa nay em tính gói bánh phu thê. Em mới học được món này cho nên tính làm thử. Mà bánh này á, mình phải gói bằng lá dừa mới đúng điệu. Anh Hoàng hái lá dừa xong rồi lau lá, rồi phụ gói giùm em nha. Được rồi, để tôi tính gạch xong rồi tôi vô phụ Sương. Dạ, thôi em vô trước nha. À, anh Hoàng, anh Hoàng ơi. Ủa, Sương. Em đem cháo qua cho anh nè, anh thấy đỡ hơn chưa? Hồi chiều tôi xông thêm lần nữa lá út huệ cho, ngủ một giấc thấy khỏe hẳn rồi. Chắc sáng mai tôi đi làm lại. Thiệt phiền Sương qua nay mang cháo qua cho tôi. Có gì đâu, anh đang bệnh mà. Nè, cháo còn nóng đó, anh ăn đi. Cảm ơn Sương nha. Ủa, hồi chiều út huệ đem lá xong qua cho anh nữa hả? Ừ, út huệ làm tôi ngại hết sức, để sáng mai tôi đi làm ghé chợ mua bánh ú cho út huệ. Út huệ thích ăn bánh ú lắm. Trời đất, coi bộ anh cũng quan tâm út huệ ghê hen. Thì làm chung với nhau mấy tháng nay rồi mà. Bộ anh để ý út huệ hả? Trời đất, làm gì có, tôi coi út huệ như là em gái tôi vậy thôi. Vậy thì em yên tâm rồi. Thiệt ra út huệ với anh hai bình thích nhau từ lâu rồi, em chỉ sợ anh thích út huệ nữa, thành ra chuyện tình tay ba. Thì tôi cũng nhận ra hai người đó thích nhau mà. Anh ăn cháo đi.
Hai người đó đều chảnh như nhau hết, đâu có ai chịu nhận mình thích người kia đâu. Chắc tôi phải tìm cách giúp hai người đó quá, vừa trả tình nghĩa mới nắm lá sông của Út Huệ, với lại đỡ bị hai Bình hiểu lầm. Dạ. Ủa, cái đàn guitar này là của anh đó hả? À, tôi mới mua mấy bữa trước đó. Mấy tối thằng Diệp đi canh lò, khó ngủ quá, còn có một mình, tôi đem ra đàn cho đỡ buồn. Hồi ở trên Sài Gòn á, tôi cũng có một cây, nhưng lúc đi vội quá tôi không có đem theo. Anh hay quá, biết đờn luôn. Tôi chỉ đàn được vài bài quen thuộc thôi à. Sư muốn nghe không? Tôi đàn tặng sư một bài, để trả ơn mấy tôi cháu qua nay nè. Anh này thiệt tình á. Nhưng mà cũng được. Vậy anh đờn đi. Lâu rồi em cũng không nghe được đờn guitar nữa. Hồi xưa còn ở trong đội văn nghệ xã, tối tối hay đi hát với mấy đứa trong xóm lắm. Nhưng mà sao bà không có cho đi về khuya nữa, cho nên em thôi. Rồi, để tôi đàn cho sư nghe nha. Dạ, cảm ơn anh. Mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ. Nè cái bà kia, xe quá trời đầy sao bà chất hoài vậy? Tôi để ý nha, chất xe tôi á thì lúc nào cũng đầy á, còn xe người ta chất ít xịt à. Thì ông là thợ giỏi của lò mà, tôi phải nâng tầm của ông lên so với mấy người khác chứ. Út Huệ, Huệ Huệ. Anh Hoàng nhờ tôi nhắn bà chút chuyện nè. Anh Hoàng nhắn tôi chuyện gì vậy? Anh nhờ tôi hẹn bà 7 giờ ra ngoài đình á. Chắc là anh có chuyện muốn nói với bà, nhưng mà ngại quá, nhờ tôi nói giùm. Ủa vậy hả? Ông Bình, xong gạch rồi sao không đẩy vô đi, còn đứng đây nghe ngóng cái gì? Ai mà thèm nghe ngóng chuyện mấy người chứ. Tôi chỉ nhìn coi cái xe nó bị cứng kìa. Anh Hoàng hẹn tôi thiệt hả? Bà nói với ảnh tối nay tôi tới nha. Vậy để tôi về nói cho ông mừng nha. Cảm ơn bà. Đi. Hình như anh Hoàng hẹn Út Huệ ra để tỏ tình hay sao á. Tôi biết ngay mà. Mà coi bộ Út Huệ cũng thích anh Hoàng lắm á. Chứ còn gì nữa, tối ngày hả, cứ sáp sáp giọng không à. Anh tính để mất Út Huệ dễ dàng vậy hả? Gì chứ, tôi thích Út Huệ nào đâu. Xạo hoài ông ơi. Nhìn là tôi biết anh thích Út Huệ rồi. Thích người ta mà không chịu bày tỏ, làm sao người ta biết? Anh phải cạnh tranh với anh Hoàng đi. Không thôi á, Út Huệ nhận lời với anh Hoàng là anh tiêu đó. Nhưng rủ Huệ không thích tôi sao? Trời ơi, dù sao thì anh cũng phải mạnh dạn bày tỏ lên đi chứ. Đàn ông gì mà lúc nào cũng sợ sợ hết vậy. Hai Bình, anh cứ mạnh dạn tỏ tình đi, có gì tôi giúp cho. Thiệt hả? Vậy Sương giúp tôi nha. Cảm ơn ba Sương nhiều nha. Không có chi. Anh Hoàng. À, Út Huệ. Anh hẹn em ra đây có chuyện gì vậy? Út Huệ vô đây ngồi đi, anh nói cho nghe. Dạ. Thiệt ra từ lâu anh rất thích Út Huệ. Út Huệ chịu làm bạn gái anh nha. Anh Hoàng, anh hiểu lầm rồi. Em chỉ coi anh như một người bạn bình thường thôi. Út Huệ đã có người khác rồi nên không chấp nhận tình cảm của anh chứ gì. Anh coi kìa. Anh phải can đảm lên, không thôi là mất Út Huệ như chơi đó. Nhưng mà tôi thấy khó quá à. Hay là bà Sương nói giùm tôi đi, tôi ngại quá, tôi nói không được đâu. Tào lao vừa phải thôi. Anh đi tỏ tình mà biểu tôi nói giùm là sao? Vậy em cho anh cơ hội đi.
Anh thật lòng thích em lắm đó Út Huệ. Anh buông em ra đi. Em đã nói là em chỉ coi anh như một người bạn bình thường thôi mà. Nhưng anh thương em mà. Buông ra đi. Em không chấp nhận tình cảm của anh. Anh không có buông đâu. Anh buông ra đi. Anh làm cái gì vậy? Út Huệ, anh thương em thiệt mà. Em la lên đó. Trời ơi. Anh buông em ra đi. Lớn chuyện rồi. Ra lẽ lớn. Buông ra đi. Em la lên đó. Nè 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 nè. Nè. Buông ra. Anh làm gì vậy? Tôi hỏi anh mới đúng á. Chỗ tôi đang tỏ tình với Út Huệ, anh xen vô làm gì? Anh tỏ tình hay là anh cố tình? Anh dây sờm Út Huệ. Vậy mà tôi tưởng anh tốt bụng tử tế lắm. Út Huệ, em đừng có sợ. Bây giờ có anh, ổng mà đụng tới em, anh đấm vô mặt ổng á. Út Huệ, em hãy chấp nhận tình cảm của anh đi. Em mà không chấp nhận á, anh không bỏ cuộc đâu. Anh điên rồi hả? Tôi đã nói là tôi không thích anh mà. Ông nghe Út Huệ nói chưa? Ông đi ra khỏi chỗ này mau đi. Không thôi tôi không nể tình đâu. Tôi đập ông á. Nè, chỗ tôi tán gái liên quan gì tới anh? Út Huệ là gì của anh đâu mà xí vô? Anh mới là người phải đi đó. Tôi nói cho ông biết, Út Huệ là người yêu của tôi. Tôi cảnh cáo ông, nếu như ông còn đụng vô Út Huệ hả, là tôi quánh ông cho ba má ông nhìn không ra luôn á. Mày tưởng tao sợ mày hả? Mày chỉ yêu đơn phương thôi. Út Huệ đâu có yêu mày đâu. Trong khi tao là đẹp trai hơn mày, mày vừa xấu vừa nghèo, mày lấy gì mà so với tao? Út Huệ mà đi với mày á hả, chẳng khác nào bông hoa Huệ mà cắm cái bãi. Bãi gì? Bãi gì? Mày tự hiểu đi. Bãi gì? Mày nói bãi gì hả? Bãi gì? Bãi gì mày? Hả? Nè, tôi nói cho anh biết nha, đủ rồi nha. Anh hay bệnh dù xấu dù nghèo, nhưng mà tôi thương ảnh là được rồi. Anh không có được xúc phạm anh. Tôi không ngờ anh là hạng người như vậy. Uổng công tôi đã tốt với anh. Mày đi khỏi đây liền đi, không là tao quánh mày á. Mày cười gì? Ông đi mau chưa? Không còn đứng đó ông cười cái gì? Trời ơi, hai người đừng có hiểu lầm. Từ hồi nãy giờ á, anh Hoàng chỉ giả bộ thôi. Bà nói cái gì vậy? Giả bộ gì ở đây? Tôi không giả bộ thì làm sao nghe được hai người nói thích nhau? Ai nói tôi thích ổng hồi nào? Anh tào lao quá. Hai người nói thích nhau hồi nào? Người ta nói thương nhau chứ bộ. Nè, tôi nghe rõ ràng đó nha. Anh Hoàng á, biểu tôi bài cách này nè, để cho hai người nói rõ tình cảm của mình á. Thương nhau mà không chịu nói, cãi nhau như chó với mèo, làm tôi á liên lụy luôn đó biết chưa. Thì ra là bà dụ tôi á hả? Ừ. Bây giờ còn ngại ngùng gì nữa. Hồi nãy ai cũng tỏ tình với nhau hết trơn rồi. Thôi, tôi với Sương không làm kỳ đà cản mũi nữa. Sương, tôi đưa Sương về. Dạ. Nè, hai người ở lại tự nhiên nha, tụi tôi về đó. Bà này. Sương, ba Sương chờ tôi về với. Út Huệ, nếu em chịu á, anh nhờ bà Mai qua nhà em nha. Ừ, qua nhà tôi làm chi? Thì để hỏi cưới em chứ làm chi. Mình lấy nhau nha. Được rồi. Công nhận cách của anh Hoàng hay ghê á. Nhìn họ kìa, cuối cùng thì họ cũng thành một đôi rồi. Điều này á, chắc sắp được ăn đám cưới rồi đó. Hai người họ rất là xứng đôi. Thiệt ra, cưới được người mà mình yêu rất là hạnh phúc. Hôn nhân không tình yêu, sống khổ sở lắm. Nhưng cũng tùy mà anh. Tại vì ngày xưa, ba mẹ em nè, rồi ông bà em nữa, tới ngày cưới mới biết mặt nhau. Tại vì do may mối hết á. Nhưng mà rồi cũng sống suốt đời với nhau bằng cái tình cái nghĩa đó thôi. Tôi thì không nghĩ vậy. Biết đâu trong thời gian sống chung, họ nảy sinh tình cảm. Hoặc người phụ nữ còn nặng tư tưởng phong kiến, hy sinh vì chồng con. Chứ hôn nhân mà không có sự yêu thương thấu hiểu thì khó mà bao dung nhường nhịn nhau lắm. Thế nào cũng xảy ra tranh cãi, rồi cũng đổ vỡ thôi. Trời ơi, nhìn anh Hoàng như vậy,
Không ngờ anh cũng là người sâu sắc ghê hen. Đâu có, chắc tại tôi quen biết nhiều cặp vợ chồng, thấy vậy thôi. Không biết sau này em với anh Diệp sẽ như thế nào nữa. Em chỉ mong là mình với anh Diệp sẽ hạnh phúc bên nhau. Thằng Diệp nó thương xương như vậy mà, tôi tin hai người sẽ sống hạnh phúc. Anh Diệp rất tốt với em, nhưng em cũng không biết tình cảm của em với ảnh là gì nữa. Bình thường bị quản đám cưới chắc là người ta sẽ buồn lắm, còn em lại cảm thấy dễ chịu. Sương chưa sẵn sàng cho việc kết hôn, hay Sương không yêu thằng Diệp? Em cũng không biết nữa. Tại vì từ nhỏ em đã biết em lớn lên sẽ lấy anh Diệp, anh Diệp sẽ là chồng của em. Ba em là người rất coi trọng lời hứa. Tôi cũng không thích mấy vụ hứa hôn ép cưới này. Ba mẹ chỉ nhìn về một phía mà không hiểu cho con cái. Hay là Sương có tình cảm với ai đó rồi nên mới thấy khó chịu về cuộc hôn nhân này? Không, không có. Em không có thích ai hết. Chỉ là em thấy mình với anh Diệp hình như còn thiếu một chút gì đó. À, tôi hiểu cảm giác này mà. Còn thiếu chút gì đó là tình yêu, đúng không? Sương Quang. Ủa? Ủa, anh Diệp. Mày mới về đó hả? Ừ, tao mới về tới. Chuyến này đi thuận lợi cho nên tao về sớm. Ủa, rồi sao anh biết em ở đây mà đi kiếm? Anh nghe ba nói em dẫn Út Huệ ra đình chơi nên anh ra đón em nè. Đâu có. Ờ, tao với Sương vừa hẹn giúp cho Hai Bình tỏ tình với Út Huệ. Thành công rồi. Hay quá. Cuối cùng thì hai người họ cũng chịu nói với nhau rồi. Chứ suốt ngày cứ như chó với mèo, tao nhức đầu. Anh đó, nhức cái đầu mà không chịu ra tay tác hợp cho họ sớm. Mấy cái vụ tình cảm này anh dở lắm. Cũng nhờ anh Hoàng đó. Giỏi không? Cảm ơn mày nghe. Từ đây về sau tao đỡ nhức cái đầu rồi. Vậy mày trả tiền công cho tao làm mai cho nhân công của mày đó. Thôi, để tao đưa Sương đi hóng mát một chút đi em. À, mày cứ về nghỉ trước đi. Ờ, tao cũng về ngủ sớm đây, cả ngày nay mệt muốn chết rồi. Em đi nha anh Hoàng. Đi. Mày nghĩ cái gì vậy Hoàng? Người ta là vợ sắp cưới của bạn mày đó. Thôi được. Vô đi. Con nghe dì Sáu nói là sáng nay cậu không ăn sáng, với lại cậu không đi đánh tennis nữa. Bộ cậu không được khỏe hả? Không có gì, chắc tại lúc này thời tiết thay đổi, trong người khó chịu nên cậu muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi. Qua nay con thấy cậu không được vui. Bộ cậu có chuyện gì buồn hả? Hay là có tin tức của em Duy? Không có. Cậu nhớ lại một vài chuyện xưa thôi. Có liên quan gì đến cậu Hữu không hả cậu? Sao tự nhiên con lại hỏi vậy? À, dạ không. Tại vì con thấy là từ khi mà cậu gặp cậu Hữu gì đó thì đến giờ cậu không được vui. Với lại cái việc mà cậu nhận cậu Hữu ấy, hình như là không phải là phong cách làm việc của cậu từ trước cho tới giờ. Con suy nghĩ quá nhiều rồi đó. Cậu nhận Hữu tại vì cô ta thật sự có năng lực. Hữu cũng có cùng ý tưởng với cậu về việc phát triển gốm nội thất. Gốm nội thất? Bộ cậu định triển khai thật hả? Cậu thấy nó rất tiềm năng. Thời gian tới chúng ta sẽ chọn lựa tìm đối tác thích hợp. Gốm thì có rất nhiều làng nghề mà lại kén người dùng nữa. Con thấy không có khả thi cậu ơi. Chưa thử
Chị đừng vội đưa ra kết luận con. Cậu cũng có duyên với gốm từ ngày xưa, nên cũng am hiểu đôi chút. Cậu rất có niềm tin vào dòng sản phẩm này. À, cậu ơi, con nghe bà ngoại nói lại là có thời gian cậu đi đâu đó xuống miền Tây làm gạch gốm đúng không ạ? Ừ, đúng rồi. Lúc đó cậu cãi nhau với bà ngoại nên về dưới quê ở nương nhờ một người bạn, sau đó trở thành thợ làm gạch. Cũng chính thời gian cực khổ đó đã rèn luyện nhiều cho cậu. Ủa, mà hôm nay ngày nghỉ con không có hẹn với bạn bè sao? Giờ này còn ở nhà. Dạ có, một lát con đi bây giờ. Đi với ai? Bạn gái hay là gì? Cô thứ mấy? Còn trẻ thì có nhiều lựa chọn, nhưng con cũng không nên đùa giỡn với tình cảm quá nhiều, nếu không là sau này con sẽ ân hận đó. Tụi con bây giờ sống thoáng mà, hợp thì quen, không hợp thì chia tay, có gì đâu mà ân hận hả cậu? Dạ, cậu nghỉ ngơi đi nha, con qua phòng thay đồ đây. Ừ, tụi con đi đi. Dạ. Dạ, cho con hỏi có bà chủ ở đây không à? Có. Chị Nga ơi, chị Nga có khách. Ừ. Dạ con chào dì. Có gì không con? Dạ, cho con hỏi là chỗ mình còn tuyển người làm thêm không hả dì? À, chỗ dì đủ người rồi con. Hay là con đi hỏi chỗ khác đi. Dạ, hồi nãy con cũng đi hỏi mấy chỗ mà người ta cũng đủ người hết rồi đó dì. À, vậy chắc mấy bữa nay nè, có tới mấy cái lò gốm á là nghỉ việc cùng một lúc, nên công nhân họ thất nghiệp, họ đổ xô đi làm, chỗ gì cũng đã đủ người rồi con. Dạ, vậy thôi, con cảm ơn dì nha. Ờ, việc làm ở đây cũng đâu có bao nhiêu đâu. Hay là con lên tỉnh đó, ở trên đó người ta nhận nhiều công nhân lắm con. Dạ, vậy để con về con xin mẹ con coi sao. Dạ, con cảm ơn dì nhiều nha. Dạ, tôi về con đi. Ờ. Dạ, chào mấy dì con đi. Ừ. Ờ. Chị Tư, vô đây, vô đây. Vô đây chị. Sao rồi, con bé bẻ nó có chịu làm cho tôi không? Nó nói chị trả nó thêm chút xíu nữa đi. Có 2 triệu à, mà vừa làm việc nhà, rồi còn phải lo nguyên cái giường gất bên cồn nữa. Nó không chịu làm. 2 triệu mà nó còn chê gì nữa. 2 triệu tôi bao ăn nè, tôi bao ở nè, mà nó còn muốn gì nữa. Thôi, nó không chịu tìm đứa khác đi. Mà nè, nhớ tìm nhanh nhanh giùm cho tôi nha. Lúc này già cả rồi, lớp nào cho dai, lớp nào mần công chuyện nhà, rồi còn giường tược bên cồn nữa, tôi làm không có xuể. Nhớ nha, kiếm gấp gấp giùm cho tôi nha. Chị, hay chị tặng thêm 500 ngàn đi, chắc có người chịu làm đó. Chứ có 2 triệu, tôi sợ khó kiếm lắm. Trời ơi, tôi mướn là tôi muốn lâu dài, chứ không phải một ngày một bữa. Thấy không, tính đi, 500 tháng. Nhân lên 1 năm 12 tháng mới có 6 triệu rồi. Đó, cuối năm á, chưa kể là tôi thưởng, tôi mua quà cáp tôi cho nữa. Thôi thôi, không được. Dứt khoát là 2 triệu, không có hơn, ráng tìm giùm tôi đi. Rồi à, tôi thêm tiền công cho chị 200 ngàn, hen. Để tôi ráng tôi tìm coi sao. Ừ, ráng giúp giùm hen. Thôi tôi về nghe. Cảm ơn nghe. Ờ. Đúng là ta nói, càng giàu càng keo kiệt.
về rồi hả? Dạ. Có lấy được tiền không con? Dạ có, con lấy được tiền rồi mẹ. Con có mua cho nhà mình một bịch gạo nè mẹ. Con có mua một mớ cá linh tươi ngon lắm nè mẹ. Còn có rau, nước mắm nữa. Cá linh ngon dữ hen. Để đó đi, lát mẹ làm cho. Mẹ, con còn dư lại 425.000 nè mẹ. Mẹ giữ đi nha, mẹ giấu kỹ nha, chứ không thôi bà thấy bà lấy hết đó. Thôi, con cất đi. Muốn mua cái gì thì mua, mẹ giữ thế nào ông cũng thấy à. Thôi mà mẹ, con không có xài gì hết đó. Mẹ nghe lời con, mẹ cất đi. À, mẹ cất trong gói cũng được nữa, bà không có thấy đâu nha. Ừ, vậy chút nữa mẹ để trong đó, khi nào con cần thì lấy, muốn mua cái gì thì mua nghe. Con biết rồi, con không có cần mà. Ờ, còn lát mới, chừng nào có vậy con? Dạ, hồi nãy con nghe dì Chính nói là chiều nay dì đi lấy lát, xong rồi dì ngang qua nhà mình tạt vô đưa cho mình luôn đó mẹ. Ờ, mà con à, đi xin việc được không? Dạ không được, người ta nói với con là người ta đủ người rồi. Mẹ ơi, hay mẹ cho con đi tỉnh làm công nhân được không mẹ? Thôi đi con, hôm ấy con ở nhà làm với mẹ, đương lát với mẹ cũng được. Cây lát mình đang cũng có đợt à, nhiều lúc hàng cũng hết đợt, mình cũng có gì đâu mà làm. Nếu bây giờ con đi làm công nhân thì lương cũng cao hơn, công việc cũng ổn định. Mẹ cho con đi nha. Con cũng muốn kiếm tiền để lo cho mẹ, với lại có tiền mổ tim nữa. Con hứa với mẹ luôn, cuối tuần là con về con thăm mẹ. Mẹ đồng ý nha. Thôi được rồi, con muốn đi thì cứ đi đi. Nhưng cái chuyện mổ tim của mẹ không cần đâu con. Mẹ vẫn thấy ổn, con đừng vì kiếm tiền mà cố làm quá sức. Không, mẹ phải mổ tim. Bác sĩ đã nói rồi, mẹ mà không mổ tim, mẹ không thay van tim là mẹ không có khỏe được đâu. Nếu không là tình trạng của mẹ sẽ càng ngày càng nặng, con không có chịu được đâu. Mẹ đừng có lo gì cho con hết á. Con khỏe mạnh vậy nè, con biết tự chăm sóc cho bản thân con mà. Sáng mai con sẽ lên xã con làm hồ sơ, rồi con lên tỉnh con nộp liền. Con nghe nói hồ sơ mà đầy đủ là người ta nhận mình vô làm nhanh lắm nha mẹ. Ừ, thôi vậy để mẹ xuống nấu cá linh cho con ăn. Thôi mẹ đi nghỉ đi, để con xuống con nấu nhanh lắm nha. Đã nói là mẹ khỏe rồi, mẹ muốn nấu cơm cho con ăn, để mai mốt con làm xa rồi mẹ không muốn cũng đâu có nấu được nữa đâu. Con thương mẹ nhất trên đời. Mẹ hứa với con nha, mẹ phải khỏe nha mẹ. Con hứa với mẹ, con sẽ kiếm thật nhiều tiền để mổ tim cho mẹ. Mẹ biết rồi. Mẹ đợi con nha. Để con xuống con làm cá trước, rồi mẹ xuống nha mẹ. Đi đâu? Đi đâu? Ai cho nó về nhà này? Đuổi cậu ra khỏi nhà này. Đuổi cậu nó đi. Đuổi cậu nó đi. Đi. Không mà. Đi ra khỏi nhà này đi. Ôi, đừng có như vậy mà. Mày đi ra khỏi nhà này. Bà, ông Diệp ơi, tôi xin ông đó. Đuổi cổ nó đi. Nó là con của tôi mà. Bà đuổi cổ nó đi. Thôi mà, tôi xin ông. Giang ra. Đừng mà. Bà giang ra. Giang ra. Đừng ông ơi. Đuổi cổ nó đi. Ông ơi. Mày đi khỏi nhà tao. Ông Diệp.
Ông ơi, đừng có như vậy kia. Mà để con nó ở nhà. Mày đi. Ông ơi. Thôi mà. Đuổi cổ nó đi. Thôi mà. Đuổi cổ nó đi. Nghỉ đi. Đừng có quậy hoài. Đuổi cổ nó đi. Nó khổ quá mà. Mày đi khỏi nhà tao. Ông cứ vậy hoài vậy. Đi đi. Làm sao mà mẹ con tôi chịu nổi được ông Diệp. Vậy là lò con mày cũng đóng cửa luôn hả? Dạ. Hồi đó cũng có lúc á, làng gạch lao đao, mấy người thợ mới đi học nghề gốm để duy trì lò nung. Đâu có ngờ bây giờ lịch sử nó lặp lại. Vô cái đi. Vài năm nữa chắc mấy cái lò bỏ hoang hết. Gạch á, thì còn quả mai giữ được vài lò, chứ gốm thì chắc hết thời. Trời ơi, sao Sương không đi nghỉ đi? Lâu lắm lò gạch mới có người đặt hàng, phải tranh thủ để kịp giao hàng cho người ta chứ anh. Nhưng làm cũng phải nghỉ chứ. Sương đã thức hai đêm rồi còn gì. Để tôi làm thay cho, về nghỉ ngơi cơm nước đi. Em làm được mà, em không sao đâu. Lò chỉ còn có anh với anh Hai Bình hả? Em không phụ thì làm sao mà kịp. Có sao đâu. Anh Hoàng. Ủa, Quẹn ngồi chơi nghe em. Dạ. Ủa, bà qua đây rồi bé Hữu đâu? Tôi gửi bên ngoại nó rồi. Mới 3 năm nay mà cái lò gạch vắng vẻ quá. Đúng rồi đó, mấy năm qua lò mới cứ mở ra liên tục, sức mua càng ngày càng giảm, thì đương nhiên phải dẫn đến tình trạng như bây giờ rồi. Lò mình là còn đỡ đó, còn hoạt động cầm chừng, chứ mấy lò khác họ đóng cửa gần hết rồi. Nói thiệt chứ, cứ cái đà này không sớm thì muộn cũng tới cái lò gạch của mình đóng cửa mà thôi. Nhưng đó giờ nhà tôi mấy đời sống bằng nghề gạch rồi, bây giờ mà đóng lò không biết sẽ ra sao nữa. Thằng Hữu nó vừa mới hết bệnh, sao em không ở nhà với nó, qua đây làm gì vậy? Nhà hết gạo, em tính qua đây coi xem anh được lãnh tiền công chưa. Anh Diệp đi lấy tiền gạch ở trên phố, chắc cũng sắp về rồi đó Huệ. Dạ. Hay là bà qua nhà tôi lấy đỡ ít gạo trước nha. Thôi tôi đợi anh Diệp về cũng được. Mà ba bà mấy hôm nay sao rồi? Ba tôi vẫn vậy, cả tháng nay rồi mà cũng không thấy đỡ. Kêu ba đi bệnh viện mà ba không chịu, cứ nói ở nhà uống thuốc nam. Anh Diệp kìa. Ủa, anh mới về hả anh Diệp? Ừ. Sương. Ủa, mới về tới hả Diệp? Ừ. Anh, có lấy được tiền gì không anh? Gạch mình lên giá, bán không có được, trả cho mình có phân nữa hả? Chuyển gạch gần xong chưa Hoàng? À, cũng sắp xong rồi. Nhưng bán đợt này xong á, thì còn cũng mười mấy muôn á. Chắc tao phải đóng cửa lò. Mấy tháng nay lỗ quá, trấu về mỗi ngày một giá, lên liền liền hả? Chịu không có nổi. Bình. À, con kiếm việc gì làm đi. Chắc tôi chuyển qua chạy xe lôi quá. Còn anh Hoàng, anh tính làm sao? Tôi cũng chưa có dự định gì hết á. Đây nè, đây là tiền công hổng gà của hai người nè. Đây, tiền công của hai người. Dạ, cảm ơn anh. Tiền nè, em đem về mua gạo đi. Dạ. Thôi, em về nha mấy anh. Về nha Sương. Ừ. Ừ, Út Quệ về nha. Thôi, mấy người ở đây nói chuyện nha, tôi ra ngoài làm việc tiếp đây. Ừ. Em Hoàng ơi. Sao? Phần này là của mày nè. Thôi, tao đâu có xài gì đâu. Để chừng nào có nhiều tiền là trả tao sau cũng được. Trời đất. Thân thì thân, nhưng tiền bạc đâu phải ra đó. Mày cầm đi. Rồi, cảm ơn mày. Không ngờ cuối cùng tao cũng không trụ được lò.
Thôi, mẹ đừng có buồn. Mẹ cũng đã cố hết sức rồi. Đúng đó anh, cái này đâu phải lỗi tại anh đâu. Ê, phụ để gạch cho nó xong. Uống thuốc nè ba. Tình hình lò gạch hôm nay sao rồi con? Chắc mình cũng phải đóng cửa thôi ba. Hết cầm cự nổi rồi. Ba cũng không ngờ lò gạch truyền tới đời ba là hết. Ba đừng nghĩ nữa ba. Hay là ngày mai con đưa ba lên bệnh viện khám nha. Chứ uống thuốc nam bữa giờ không thấy hết. Thôi, ba không thích vô bệnh viện đâu. Vừa tốn tiền lại xét nghiệm này nọ đủ thứ. Đó giờ bà uống thuốc nam quen rồi, chắc lần này nặng hơn nên mới lâu như vậy. Uống vài ngày nữa thì khỏe, khỏi đi bệnh viện. Dạ. Ba, anh ba khỏe chưa ba? Anh Hoàng. Con chào bác. Hoàng. Bác cũng đỡ nhiều rồi. Diệp, ba nghe con Sương nói con định đóng cửa lò gạch phải không con? Con định qua nói với ba. Mình cũng cố cầm cự gần nửa năm nay rồi còn gì. Hồi chiều con đi lấy tiền hàng, con nghe nói có một số lò gạch người ta đang nghiên cứu chuyển qua làm gốm đó ba. Làm gốm hả? Mình sẽ sử dụng cái lò nung như hiện tại, đất sét trấu như là làm gạch. Vì gốm bán giá cao hơn so với gạch đó ba. Nhưng hồi đó tới giờ đời ba chỉ biết làm gạch, đâu có biết làm gốm đâu con. Dạ, mình có thể cho thợ đi học rồi về làm cho lò mình mà bác. Vậy hả? Hồi con còn lái xe cho mấy ông Tây chuyên mua đồ gốm xuất khẩu cho các nước trên thế giới. Hay đến mấy cái khu lò gốm, con thấy ở đó phát triển lắm đó bác. Nhưng liệu đất sét ở vùng mình có làm được ra gốm đẹp như người ta hay không? Bây giờ lò đang chạc tiền, cho thợ đi học tao thấy liều lĩnh lắm. Hay mày đi học đi, tao có mấy người quen mở lò gốm ở Lấy Thiêu á. Tao giới thiệu mày tới đó học nghề. Mày học rồi về chỉ lại cho thợ trong lò. Mày nói cũng đúng đó. Chắc là phải liều thử một lần thôi, chứ đóng cửa lò là coi như mất hết đó. Đúng rồi đó. Vậy là con phải đi Lấy Thiêu học nghề làm gốm. Nhưng mà anh một thân một mình đi như vậy có được không? Anh là đàn ông con trai mà, có gì đâu sợ. Anh chỉ lo là lo cho ba và em thôi. Con đừng có lo, ba cũng đã khỏe nhiều rồi. Con cứ đi thử đi. Nếu về không làm được gốm với đất sét ở đây thì cũng coi như là học thêm cái nghề, đúng không con? Dạ. Rồi anh Diệp chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa? Anh chuẩn bị xong hết rồi. Lần này đi không biết khi nào ông học xong nghề. Anh cố gắng lên, em tin là anh sẽ làm được mà. Anh không sợ đi xa học nghề vất vả, anh chỉ sợ là em ở nhà một mình không có anh, mà ba lại đang bệnh, còn lò gạch nữa, không ai đỡ đần cho em. Trời ơi, em không sao đâu, có anh Hoàng, anh Hai Bình, Út Huệ nữa chứ. Anh đừng có lo cho em nha. Cũng gần 3 năm rồi, anh học xong trở về, tụi mình làm đám cưới nha.
Đừng anh. Bà thấy bà la đó. Anh xin lỗi. Lúc chiều anh đi ngang chợ, thấy đẹp quá nên anh mua tặng cho em nè. Em thích không? Sao anh lại mua cây kẹp màu hồng cho em? Anh thấy em có mấy cái áo màu hồng, cho nên anh mua cho hợp với màu áo. Để anh kẹp cho em nha. Ừ, thôi, để em làm cho. Đẹp quá. Cảm ơn anh nha. Sương, em ở nhà giữ gìn sức khỏe, ráng đợi anh về nha. Dạ. Thôi tối rồi, anh về nghỉ sớm đi, sáng mai còn đi sớm nữa. Anh về nha. Giúp tao trong câu lò gạch nha, chăm sóc ba với Sương. Câu này qua giờ mày dặn tao hả? Chắc cả chục lần rồi. Chúc mày thành công. Ừ. Lên tới nơi có chỗ ở ổn định, anh sẽ viết thư cho em. Dạ. Anh đi. Mà anh Diệp, anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe nghe. Đi nha. Anh đi giữ sức khỏe nha. Chắc tuần sau tôi sẽ lên thành phố ở một thời gian, kiếm việc khác mà làm ăn. Chứ không phải mày với con Thùy, con bà Chính mẹo sắp làm đám cưới hả? Dời lại rồi anh ơi. Mẹ vợ tôi thấy tôi đang bị nợ nên không có cho cưới. Bà sợ con Thùy cưới về rồi chịu khổ chung với tôi. Bà kêu chờ một thời gian nữa đi, thủng thỉnh có tiền rồi cưới luôn. Lên thành phố kiếm ít tiền trả nợ trước cái đã. Nợ thì nợ, rồi hai đứa cưới về đi, rồi hai đứa làm rồi từ từ trả người ta. Mày không nghe người ta nói hả? Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dòm ngó. Như hai Diệp đó mà tao, ngày xưa cũng bỏ vợ sắp cưới mày đặt đi học nghề gốm, về biển bản cho phỏng tay trên. Mày thấy ngu không? Vợ mọc mà thấy ngu không? Có kìa, nhậu lại cả nó đó. Thằng kia. Sao quá. Mày nói lại coi. Ta nói mày á, hồi xưa bị con bạn chơi phỏng tay trên, để bây giờ nó toàn tên với bà Sương á. Ta nói không phải hả? Mày muốn cái gì hả? Mày dám đánh tao cười mày bằng cha ra đó. Mày tưởng tao sợ mày hả? Thôi. Mày nói tao sợ mày hả? Mày nói sao? Bình ơi, tao không sợ mày đâu. Mày dám nói tao hả? Bác Hai, sao bác Hai lại đánh bác Ba? Đừng có đánh bác Ba mà. Bác Hai ơi, con xin bác Hai đó. Mày muốn gì hả? Muốn cái gì? Trả lời đi, muốn cái gì? Bác Hai ơi, bác Hai bình tĩnh lại đi bác Hai. Tao bay hết, thằng nào cũng chọc tao hết trơn. Anh Hai ơi, chết
Trời ơi, trời ơi. Nón rồi, nón ra đâu rồi? Nón. Trời ơi, trời ơi, đường gấp màu rồi. Trời ơi, đánh với con không nè. Bây giờ kìa, hai dẹp bây giờ đánh tao kìa. Con à, đi ngủ sớm đi con. Để đó sáng mai mẹ làm cho con. Dạ được rồi mẹ. Sáng con còn phải đi lên tỉnh nữa. Con chưa có buồn ngủ mà mẹ. Sẵn con ngồi con đang cho xong luôn. Mẹ, khuya rồi. Mẹ vô ngủ đi. Con ngồi đây đợi ba được mà. Vậy mẹ ngồi làm với con. Đợi ông về luôn. Chị ba. Chị ba ơi. Chị ba xuống. Trời ơi, chết rồi, lớn chuyện rồi. Chị Tám. Lớn chuyện rồi bà ơi. Có chuyện gì vậy chị? Tao nói, ông Hai Diệp, ông quýnh người ta, bị thương, gãy tay rồi kìa. Bị trời công an xã mời lên rồi kìa. Trời ơi. Nè chị, bình tĩnh, bình tĩnh. Mẹ ơi. Con sao không? Hả? Mẹ có sao không mẹ? Mẹ không mẹ sao? Ơi. Con đi ra coi ba con sao rồi. Lẹ đi lên công an xã coi ba mày liền đi. Khoan nữa, mẹ con đang mệt, bây giờ làm sao con đi được? Không sao đâu, có gì, để dì lo giùm cho. Đi ra coi ba con sao rồi. Đi đi. Dì Tám coi chân mẹ giùm con. Được nha. Rồi, đi nhanh dạ, lên dạ. Đứng ở đó nói. Dạ. Con càm ràm thiệt hả? Bình tĩnh. Bà bình tĩnh tôi mới dám kể bà nghe chứ. Bà vậy sao tôi dám kể? Thế sao rồi? Ổn chưa? Tôi ổn rồi. Chị thở đi. Thở đều lên. Sao mà ông Diệp lại đánh lộn vậy chị Tám? Trời ơi. Lâu nay ổng nhậu. Thỉnh thoảng chị chửi bới đập phá chút đỉnh thôi. Tôi biết sao mà. Sao bữa nay lại... Cũng tại cha ba bảnh hết đó. Rượu vào thì phải lời ra thôi. Ông kích ông Hai Diệp nói cái vụ chị với ông Hoàng ngày xưa đó, cho nên ông Hai Diệp ông nhào qua ông quánh liền. Rồi cái thằng Long con bà Tư Xuân đi ngang nhào vô can, ông tức quá ông lấy cái cây ông quýnh thằng nhỏ gãy cái tay luôn. Mà chị biết thằng Long rồi, nó là hả cục vàng cục ngọc của bà Tư Xuân đó. Bây giờ thằng Long nó bị như vậy thì chắc là gia đình chị không xong với bả rồi. Trời ơi là trời. Chị thấy sao rồi? Sao vậy ông Hai Diệp ơi? Nè, coi bộ bà mệt lắm rồi đó. Không may để tôi đỡ vô nhà nghỉ nghe. Tôi không sao đâu chị. Bệnh tôi cứ mệt tới mệt lui vậy thôi hả? Tôi không sao hết. Trời ơi, thấy bà thở hơi lên tôi sợ quá hả? Tôi không sao đâu chị. Cũng tối rồi. Thôi chị Tám về nhà nghỉ đi. Mà nhắm được không đó? Chứ con Ngân nó nhờ tôi ở lại coi chừng chị. Tôi bỏ về lỡ chị bị cái gì không lỡ sao rồi mất công nó đổ thừa tôi nữa. Tôi không sao đâu chị. Bệnh tôi cứ mệt tới mệt lui vậy hoài thôi. Không sao đâu. Ở mình được không? Chị về nghỉ đi. Chắc ăn ha. Cảm ơn chị. Ừ vậy thôi tôi về. Về dọn quán chứ nó banh chành hết ráo rồi nha. Rồi còn gặp cái thằng Tình nữa. Nó đi họp cái hội hát hò xến xúa gì của nó, tới giờ này cũng chưa thấy mặt mo nó đâu nữa hết á. Dạ. Thôi để tôi về tôi dọn quán nha. Ráng nghỉ ngơi nghe. Dạ ừ, chị về. Tôi về nha.